Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 261. Mặt trời lặn rồi, Diệp Thụy Nguyệt vẫn còn có chút tiếc nuối. Giang Hải nói, chúng ta phải ở trên thuyền vài ngày, sáng mai, cô còn có thể ngắm mặt trời mọc. Diệp Thụy Nguyệt gật gật đầu, hạnh phúc mỉm cười. Có Giang Hải đi cùng, thật tốt. Giờ khắc này, cô ta có một suy nghĩ ngớ ngẩn, nếu như, cô ta sẽ mãi mãi không thể khỏi bệnh, phải chăng, Giang Hải sẽ luôn mang cô ta bên cạnh không? Nghĩ thôi cũng khiến cô ta đỏ bừng mặt lên. Vốn định tới nhà hàng ăn cơm, quay đầu lại, Giang Hải hơi nhíu mày lại. Sao anh ta cũng ở trên thuyền rồi? Giang Hải nhìn thấy một người không tính là người quen. Ngay sau đó, Giang Hải quay đầu lại, nhìn thấy cậu thanh niên gặp phải lúc lên thuyền ở xa xa. Người này tên là Trịnh Cầu, một người khá linh hoạt. Vẫy vẫy tay, Trịnh Cầu nhìn thấy Giang Hải, vội vàng bước nhanh đến. Anh Giang, anh có việc gì muốn dặn dò sao? Giang Hải hỏi, tôi nhớ con thuyền này không đi qua eo biển Malacca, chẳng lẽ, đã thay đổi tuyến đường rồi? Thay đổi tuyến đường, anh nghe ai nói vậy? Trịnh Cầu vẻ mặt mơ hồ, lập tức vỗ ngực nói, không thể nào, dù thuyền đi tuyến đường nào đều đã được lên kế hoạch sẵn rồi. Nếu thay đổi, một số người sẽ không thể xuống thuyền. Giang Hải gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, phiền toái đã ở trước mắt. Chỉ có điều, nếu lúc này tránh đi, hẳn là không kịp nữa rồi. Ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía một chỗ, giờ phút này, đám người vừa rồi nhìn thấy. Sớm đã không còn bóng dáng. Giang Hải muốn đi ăn, cũng không mời Trịnh Cầu. Nhưng người này lại mặt dày muốn đi theo. Diệp Thụy Nguyệt yên lặng không nói gì, siết chặt áo choàng trên người. Giang Hải nói, một lúc sau, chúng ta sẽ đi khu vui chơi, cậu cứ ở đó chờ chúng tôi. Được à, Trịnh Cầu không ngừng gật đầu, nơi đó, chính là cái động tiêu tiền đó. Chỉ cần là tiền lẻ rơi ra khỏi kẽ tay của Giang Hải. Cũng đủ để Trịnh Cầu vui vẻ cả nửa ngày rồi. Đặt một phần món Âu, Giang Hải và Diệp Thụy Nguyệt đang ăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Hải vừa ăn vừa nhìn xung quanh, anh lại nhìn thấy đám người kia. Lúc này bọn họ đang ngồi với nhau, đang tươi cười trò chuyện. Một người trong số đó dùng tay ra hiệu gì đó, những người còn lại đều ngầm hiểu. Anh đang nhìn cái gì vậy? Diệp Thụy Nguyệt cũng theo ánh mắt Giang Hải nhìn qua. Không có gì, Giang Hải cúi đầu ăn. Xem ra, đối phương đã chuẩn bị động thủ, chỉ là không biết, còn bao lâu nữa. Búng tay một cái, gọi nhân viên phục vụ. Trên thuyền, một phần bít tết đắt gấp 10 lần so với bên ngoài. Cho dù Diệp Thụy Nguyệt là cô chủ nhà họ Tống, thường tới mấy nơi xa hoa cũng phải âm thầm líu lưỡi. Quá đắt, bít tết này được làm bằng vàng sao? Giang Hải lại thờ ơ, mỉm cười trả 3 tấm kim phiếu. Kim phiếu là thứ duy nhất được dùng để chi trả các dịch vụ trên thuyền. Ở đây, không nhận tiền mặt, cũng không quẹt thẻ, tiền tệ để giao dịch chỉ có kim phiếu này. Tất nhiên, miễn là bạn có tiền, bạn có thể đổi lấy kim phiếu bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi đổi, thì không thể trả lại. Vừa ra khỏi nhà hàng, đã thấy Trịnh Cầu đi đi lại lại, sốt ruột chờ ở bên ngoài. Anh Giang, bên khu vui chơi đã tiến hành trước giờ dự định rồi. Giang Hải hỏi, hôm nay, rốt cuộc là có chương trình gì? Trận đầu tiên, là đấu giá hội, đi muộn là không có chỗ ngồi nữa đâu. Lúc này, du thuyền đã ra đến hải phận quốc tế. Những thứ được mang ra bán đấu giá ở chỗ này, nhất định là mấy thứ bí mật không thể công khai, hơn nữa, rất có thể có chân phẩm hiếm thấy. Giang Hải cũng không phải rất hứng thú đối với văn vật cổ xưa, những thứ đó là chết, nhưng truyền thừa văn minh, tất nhiên cần những văn vật này. Dù vậy thì Giang Hải tuyệt đối sẽ không nhiều tiền để mua lại mấy thứ này tốn. Năm đó, những thứ này đã bị cướp đi, bây giờ, bỏ cái giá trên trời để mua lại. Chẳng lẽ đồ đạc trở lại trên tay mình, là có thể rửa sạch sự sỉ nhục năm đó sao? Đã nhiều năm kể từ khi sự bùng nổ của văn vật trở lại, như bạn có thể biết, bao nhiêu tiền đã bị mất ở nước ngoài. Giang Hải mỉm cười, cậu nhất định sẽ có cách. Khu vui chơi, trên tầng cao nhất của du thuyền. Mái vòm trong suốt khổng lồ làm cho người ta rung động, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Giờ phút này, nơi này đã tập trung rất nhiều người. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang hết lời khen ngợi thứ đồ đang bưng trong tay. Chen qua đám người, Trịnh Cầu chào hỏi một tiếng, lập tức có hai người đứng lên, nhường vị trí cho hai người Giang Hải. Một trong số họ, cung kính đưa cho họ một tấm bảng, có số 176.
nếu Giang Hải thích cái gì, giờ biển số lên đấu giá là được. Trịnh Cầu rất ngay ngắn đứng bên cạnh Giang Hải, vẻ mặt nịnh nọt. Giang Hải đưa thẻ số và một kim phiếu cho cậu ta. Trịnh Cầu lập tức mừng rỡ. Chỉ là hỗ trợ giữ chỗ, Giang Hải đã cho một kim phiếu rồi, đại gia ra tay quả nhiên bất đồng. Chung quanh, tiếng đấu giá liên tiếp vang lên, mà Giang Hải suýt chút nữa đã ngủ gật. Diệp Thụy Nguyệt ngồi bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn lên sân khấu. Giang Hải, vì sao tất cả đều là bảo vật của nước chúng ta? Hiện tại, mấy thứ này, không phải của chúng ta. Tại sao không? Diệp Thụy Nguyệt lập tức phản bác. Giang Hải mỉm cười, cũng không giải thích. Một con thú đầu của Viên Minh Viên, mang theo vòi nước đặc trưng của thiết kế phương Tây, mua lại một con, vậy mà cần mấy trăm triệu. Một số doanh nhân đã mua lại với giá cao và quyên góp để thể hiện lòng yêu nước của họ. Lại không biết, sự ngụy trang này đã thúc đẩy giá của các văn vật, lãng phí nhiều tài nguyên của người dân Trung Quốc hơn. Giang Hải, Gabala là gì? Ánh mắt Giang Hải nhìn ra lối vào, nơi đó, có mấy người đàn ông thô kệch đang đi vào, vẻ mặt sát khí, chính là mấy người cử chỉ khả nghi trong nhà hàng. Tại sao đột nhiên lại hỏi điều này? Giang Hải thuận miệng hỏi. Trên đài đang bán một cái lắc tay như vậy. Có thể khiến Diệp Thụy Nguyệt tò mò, cũng không nhiều thứ, nhất là những thứ như trang sức này. Nhưng Gabala, cô ta thật sự chưa từng thấy qua, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Giang Hải nhìn về phía sân khấu. Lấy xương cốt làm vòng tay, rất xui xẻo. Diệp Thụy Nguyệt không rõ nguyên nhân, lại hỏi làm bằng xương gì. Chỉ qua một lát, hiện trường đã bắt đầu đấu giá. Cứ thế hô giá, trong nháy mắt đã tăng vọt lên hàng chục triệu. Chỉ là một cái Gabala mà thôi, Giang Hải cũng không thể hiểu nổi, những người này, chẳng lẽ không biết thứ này rốt cuộc là cái gì sao? Tại sao nhiều người thích nó vậy? Giang Hải thấp giọng giải thích với Diệp Thụy Nguyệt. Đây là làm bằng xương sọ của người. Gabala là vòng tay được mài thành từ xương của các cao tăng đại năng sau khi viên tịch. Theo quan niệm nhà Phật, Gabala niệm châu là thứ đặc biệt nhất. Truyền thuyết kể rằng, trong đó có chứa Phật Pháp vô biên. Tuy nhiên, vẫn có một tình huống khác, đó là hàng giả. Vẫn là xương người, nhưng lại không phải xương của một vị cao tăng đại năng. Giang Hải đã nghe nói qua, có một số đạo mộ tặc cũng làm loại vật phẩm này để đeo. Thứ nhất, để thể hiện sự táo bạo của mình, thứ hai là cho thấy mình đã đánh cắp nhiều ngôi mộ. Hả, xương sọ người. Diệp Thụy Nguyệt giật này mình, Giang Hải nói. Đương nhiên cô ta sẽ tin. Tuy nhiên, quá khó khăn để chấp nhận điều này. Đeo xương người lên người, không cảm thấy khó chịu sao? Giang Hải cười giải thích một phen, sau đó còn nói. Có khi đây còn là thấy hàng giả, dùng xương của người chết làm thành. Nếu thật sự là Gabala, khả năng lưu thông đến dân gian sẽ là rất nhỏ. Bởi vì cũng chỉ có người theo đạo Phật mới coi vật này là chí bảo. Đấu giá sư không ngừng thổi phồng. Kể lại vị đại năng này giỏi như thế nào. Dù sao thì có những thứ phải có câu chuyện hấp dẫn, người ta mới muốn bỏ tiền ra mua. Giang Hải đùa giỡn, nếu cô thích, tôi mua cho cô đeo. Diệp Thụy Nguyệt vội vàng rụt cổ, khuôn mặt trắng bệch, đầu lắc như một cái trống bỏi. Không bao lâu, đã có hơn 10 loại văn vật được bán đấu giá, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ, còn có hai cái là bảo vật không được phép xuất cảnh. Giang Hải chẳng có tí hứng thú nào với chuyện này. Chuyến đi này, mục đích của anh là máu của Quang Minh, trừ phi hội đấu giá xuất hiện vật này, nếu không, mí mắt Giang Hải cũng sẽ không nhấc lên một chút. Còn có chỗ nào thú vị nữa không? Giang Hải ngẩng đầu hỏi. Trịnh Cầu còn háo hức hy vọng Giang Hải có thể mua một thứ gì đó, không ngờ, anh chỉ nhắm mắt như đang ngủ, không có hứng thú chút nào. Nghe vậy, vội vàng cung kính nhỏ giọng đáp lại. Dưới lầu, các loại cơ sở giải trí, tất cả đều có. Tươi cười nhỏ giọng nói với Giang Hải. Chỉ cần có tiền, muốn cái gì cũng có. Giang Hải hiểu rồi, Trịnh Cầu là muốn gợi ý cho anh. Muốn cái gì cũng có. Giang Hải đùa giỡn. Mắt Trịnh Cầu lập tức sáng bừng lên. Muốn hỏi cái gì được chia hoa hồng nhiều nhất, đương nhiên là dắt mối cho các chị đẹp, rồi. Có, còn có nữ nô nữa. Chỉ cần. Nghe tới hai chữ nữ nô, sắc mặt Giang Hải nhất thời trầm xuống. 5 năm trước. Trên chiếc thuyền buôn lậu đó, nếu Giang Hải không bị ném xuống biển cho cá ăn, điểm đến cuối cùng, chính là bán làm nô lệ. Nhưng người phụ nữ trên thuyền, nếu không được giải cứu, sẽ được đào tạo như một nữ nô lệ.
Năm đó, Cố Uyển Như, suýt chút nữa. Thấy sắc mặt Giang Hải không tốt, Trịnh Cầu nhanh chóng nói. Những người đê tiện kia, sao lại có thể lọt được vào mắt xanh của anh Giang đây, trên thuyền, còn có hàng cao cấp. Chỉ là, cái giá này, anh Giang cũng biết, tiền nào của ấy mà. Giang Hải vẫy tay, phù hợp cho bạn tôi là được, giới thiệu một. Giang Hải. Diệp Thụy Nguyệt túm lấy quần áo của Giang Hải, vẻ mặt khó tin. Vòng tay xương kia, bán được rồi. Hơn 100 triệu luôn. Giang Hải hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Người ngốc nhiều tiền, xương cũng có người tranh giành đến máu chảy đầu rơi. Chẳng lẽ bây giờ, cuộc sống của người giàu đều đơn giản như vậy sao? Để mua một chuỗi xương, mà tiêu hơn 100 triệu. Nếu như trên kia là xương cốt của tổ tông người đó, chỉ sợ cũng không dùng hơn 100 triệu để mua về ấy chứ. Xương của ai? Diệp Thụy Nguyệt bĩu môi, thì ra anh không nghe à? Giang Hải vừa định chủ trương rời đi, ánh mắt Diệp Thụy Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Vô VKVKV, Mona Lisa. Thật hay giả vậy? Giang Hải cũng theo đó nhìn qua. Thật vậy, đó là một bức Mona Lisa. Còn là thật hay giả thì không cần phải nói nhiều. Có thể mọi người không biết là, bức tranh Mona Lisa này, có rất nhiều bức. Rốt cuộc cái nào mới là thật, có rất nhiều tranh cãi. Họa sĩ thiên tài cũng có một trò đùa không nhỏ với thế giới, hẳn là vẽ 4-5 bức, cuối cùng chọn ra một bức đẹp nhất để trình bày. Nhíu mày lại, Giang Hải đã cảm giác được, con thuyền này sẽ gặp phải bất trắc. Những người đó, rốt cuộc muốn động thủ như thế nào đây? Bức tranh này, chỉ cần tin nó là thật, thì nó chính là thật. Thụy Nguyệt, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Diệp Thụy Nguyệt quay đầu, Giang Hải, đợi một chút được không? Nếu gặp phải cái nào đó tôi có thể mua được, tôi muốn mua làm quà cho ông cố. Giang Hải ngẩn ra, cô gái ngốc nghếch này, lúc này mà còn có lòng hiếu thảo như vậy. Vừa định đồng ý, phía sau đã vang lên một tiếng súng, ngay sau đó, chính là một tiếng quát. Bức tranh này, một đồng, ông đây muốn. Chương 262. Một người đàn ông râu quai nón, cầm súng trường, đứng ở trên cao, nhếch miệng cười. Bức tranh này, một đồng, ông đây muốn, ha ha. Trên bong tàu, trong phòng ăn, Giang Hải đều nhìn thấy người này. Eo biển Sorry, tên cướp biển khét tiếng nhất, biệt danh, cá thối. Cho tới nay, người này đều hoạt động ở khu vực eo biển Malacca, chặn tàu buôn đi qua, chưa từng nghe nói người này rời khỏi eo biển Malacca. Không ngờ, Giang Hải lại có thể đụng phải tên này. Diệp Thụy Nguyệt ở bên cạnh bị giật mình, thân thể yếu ớt run rẩy một chút. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Giang Hải lại đè đầu cô ta xuống, cúi đầu xuống. Cá thối sở dĩ là hải tặc khét tiếng nhất, đó là bởi vì, người này ác độc, cướp tài sản vẫn không thỏa mãn, còn cướp bóc phụ nữ, giết đàn ông, đây đều là chuyện thường như cơm bữa. Người này, chính là cái tên thứ hai trong bảng xếp hạng của bảng ám hoa. Mà, thứ nhất, chính là đế vương. Cũng không phải Giang Hải càng đáng hận hơn gã, mà là cái chết của Giang Hải, có thể mang đến lợi ích lớn hơn. Bằng, tiếng súng đầu tiên vang lên, có người kêu lên sợ hãi, có người mờ mịt. Kế tiếp, điên cuồng bắn phá, bắn hết một băng đạn, tất cả mọi người ở đây, ngây ngốc như gà gỗ. Nhất là đấu giá sư trên sân khấu, đúng quần đã ướt nhẹp. Bằng bằng bằng, tiếng súng vẫn vang lên không dứt, cá thối đổi một băng đạn khác, nhìn chằm chằm vào đấu giá sư. Chú em có ý kiến gì? Đấu giá sư đã sợ tới mức nước tiểu ra quần, đứng chôn chân tại chỗ. Loại du thuyền thông số kỹ thuật cao này, lực lượng an ninh mạnh như vậy, hành khách cũng có mấy ngàn người, vậy mà lại bị người bắt cóc, điều này làm sao có thể? Không đợi đấu giá sư có phản ứng. Cá thối bóp cò. Ngực đấu giá sư nổ tung một lỗ máu, cũng không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị bắn thủng lỗ chỗ. Thổi khói trắng bay lên ở nòng súng, cá thối rất thích tiếng la hét của phụ nữ. Hy vọng các vị có thể phối hợp với công việc của tôi, chúng tôi chỉ cần tiền, không cần mạng. Dù sao, đối với chúng ta mà nói, người chết, cũng không có ích lợi gì. Người bên ngoài không hiểu, nhưng Giang Hải biết. Chiếc du thuyền này rơi vào tay cá thối, đừng nói mấy ngàn người trên thuyền, cho dù có hơn vạn người, gã ta cũng sẽ không chút do dự giết sạch đàn ông. Về phần phụ nữ, họ sẽ sống một kiếp nô lệ, trở thành cái máy kiếm tiền cho cá thối. Ào ào vang lên, có vài người đúng ra từ trong đám người, nhận lấy vũ khí từ trong tay đồng bọn.
Bên ngoài cửa, một nhóm nhân viên an ninh đổ xô vào. Nhìn thấy một nhân viên an ninh mặc đồng phục, hiện trường, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Những người này, ai nấy đều được lựa chọn cẩn thận, hơn nữa, mỗi người đều là võ giả, loại lực lượng an ninh này, phóng tầm mắt toàn cầu đều là hiếm thấy. Bảo vệ, cẩn thận, bọn họ là cướp. Trong tay bọn họ có súng. Một gã mập mạp hơn 100 cân, ra sức hô to. Nhất thời, không ít người đều kinh hô. Người đàn ông đó là người dẫn đầu. Nhân viên bảo vệ nhìn về phía mấy người này, ngạc nhiên cười. Tên cướp, anh ta. Tên mập mạp có chút nóng nảy, không phải nói dẫn đâu, là thật, đấu giá sư. Thiếu Kiên nhẫn vẫy tay, đầu bảo vệ nghiến răng, tôi biết, cướp mà. Không chỉ anh ta đâu, còn có tôi nữa mà. Ha ha. Một trận cười to vang lên, tên mập mạp kia nhất thời mặt như cho tàn. Mình, vốn là muốn làm anh hùng một lần, không ngờ, lại trở thành trò cười ngu xuẩn. Bằng. Một tiếng súng trong trẻo vang lên, giữa trán tên mập xuất hiện một lỗ máu. Người ngã xuống, khóe miệng, còn treo nụ cười tự giễu. Những bảo vệ này là người của cá thối, đến đây thì Giang Hải cũng đã hiểu, tại sao cá thối sẽ dễ dàng mang theo rất nhiều vũ khí trên thuyền. Lúc trước, Giang Hải cũng chưa từng nghe nói qua, trên du thuyền, còn có vụ đấu giá thế này. Xem ra lần này, cá thối đến vì mấy thứ này. Mà, người có thể mua được loại vật phẩm đấu giá cấp bậc này, người nào mà không phải là đại gia trong đại gia chứ? Đồ, cá thối mang đi, thông qua thế giới ngầm để bán, nơi các nhà môi giới, có thể cung cấp cho anh ta một mức giá hợp lý. Con người, cá thối sẽ giữ lại, không vắt kiệt đến một xu cuối cùng, muốn chết là khó khăn. Cuối cùng, cho dù lấy hết tiền, có lẽ vẫn sẽ bị bán đi, làm nô lệ cả đời. Nhân viên bảo vệ cuối cùng bước vào cửa, mang theo một đống túi lớn. Ném chúng xuống đất. Cá thối lại nã một phát súng, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cá thối. Cá thối gật đầu hài lòng, tất cả mọi thứ có giá trị, mau nhét hết vào túi. Khom người cầm lấy một cái túi, đi đến trước mặt một quý phụ gần anh ta nhất, ý bảo cô ta có thể bỏ đồ vào trong. Người phụ nữ đó cũng là người bỏ tài không liều mạng, lập tức bỏ tất cả đồ đạc có giá trị trên người vào. Cuối cùng, vẫn không quên dốc xốc túi sách, ý bảo không có gì. Bốp! Bất thình lình tát một cái, đánh người phụ nữ kia. Mày chỉ có mấy thứ rách nát này. Trong túi, là đồng hồ và trang sức đắt tiền, nhưng, cá thối cũng chẳng thèm nhìn tới mấy thứ này. Đại ca, tôi cũng không còn gì cả, toàn bộ đều ở đây. Người phụ nữ ôm mặt, nước mắt rưng rưng. Giải thích bối rối, khuôn mặt đã sưng đỏ. Cá thối nhếch miệng cười. Thấy người phụ nữ này nhan sắc rất được, có loại khí chất ung dung hoa quý. Phụ nữ bình thường gã ta chơi chán rồi, bây giờ rất thích loại phụ nữ có khí chất. Trên người, phảng phất mang theo một loại hào quang, mỗi lần nhìn thấy, cá thối đều hận không thể lập tức nhào tới. Tao có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, tiền trong tài khoản của mày, lập tức chuyển hết vào thẻ của tao. Cá thối bóp mặt người phụ nữ, vẻ mặt chơi đùa. Tối nay, có trò vui rồi. Tiền của tôi đều ở đây cả rồi. Người phụ nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nào dám cự tuyệt bàn tay bẩn thỉu của cá thối chạm vào mình. Không có tiền, sắc mặt cá thối lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Không có tiền, tự nhiên có cách của không có tiền. Cởi quần áo ra. Hả? Người phụ nữ cho rằng tai mình xảy ra vấn đề, bộ quần áo này trên người mình, tuy là hàng hiệu, nhưng cũng không đáng giá mấy đồng. Nghĩ lại, lúc này mới hiểu được, cá thối. Đây là muốn cưỡng bức cô ta. Đại ca, tôi sai rồi đại ca. Anh đừng. Bốp. Cá thối tát thế cũng đã coi như thương hương tiếc ngọc lắm rồi. Trên mặt cô ta chỉ xuất hiện vết năm ngón, cũng không tính là bị hủy dung. Ngược lại còn tăng thêm vẻ quyến rũ. Chĩa súng ra chỗ khác, trong tiếng thét chói tai của cô ta, một người đàn ông ở bên cạnh xuống trong vũng máu. Chẳng lẽ cô em muốn chết? Cá thối cười dữ tợn, anh sẽ không để cho cô em chết dễ vậy đâu. Bây giờ, cô em có hai lựa chọn, làm người phụ nữ của anh, bây giờ lập tức hầu hạ anh đây. Còn lựa chọn thứ hai ấy à, anh đây sẽ khiến cô em sống không bằng chết, ngày nào cũng được động phòng. Không chỉ với người, mà còn với súc sinh, nếu như quay phim lại, rồi gửi cho cha mẹ cô em xem, họ sẽ sẵn sàng trả rất nhiều tiền chuộc đấy. Người phụ nữ nhất thời mặt như cho tàn, bị sỉ nhục đã không thể tránh khỏi, để cho mình thoải mái hơn một chút, đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Mà người đàn ông vừa bị bắn ca, hai mắt mở to, trước khi bị bắn còn không thể tin được nhìn chằm chằm vào cá thối. Chuyện này, mắc mớ gì tới anh ta? Tự nhiên lại bắn anh ta. Nghẹn ngào một tiếng, người phụ nữ gian khó khăn từ trong cổ họng nặn ra vài chữ, đại ca, vậy anh làm đi. Con ngu. Bốp. Lại tát một cái, lúc này đây, thanh âm so với lúc trước càng thanh thúy hơn rất nhiều. Bảo mày hầu hạ ông đây, chứ không phải tao hầu hạ mày. Cả người run lên, cô ta biết, mình phải làm như thế nào. Tập tính di chuyển thân thể sụi lơ, chậm rãi đến gần, run rẩy vươn tay ra, cởi quần cá thối ra, đầu luôn cao quý, chậm rãi cúi xuống tiến lại gần. Hiện trường, không ai dám lên tiếng, run rẩy. Có, chỉ có tiếng thở hổn hển nặng nề của cô ta, còn có, tiếng kêu rên sảng khoái của cá thối. Toàn bộ chiếc du thuyền đã bị cá thối kiểm soát, và gã có thời gian để chơi từ từ. Chỉ huy đàn em, thu tiền từ tất cả mọi người, chỉ cần có người không phối hợp, hoặc ít tiền, lập tức giết, ném xuống biển. Ngược lại, họ rất tử tế với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Không có tiền, không quan trọng, họ sẽ sắp xếp công việc cho, việc gì thì không cần phải nói thì cũng biết. Cái túi lúc này đang chĩa trước mặt Giang Hải. Giang Hải mỉm cười, giao toàn bộ những thứ quý giá trên người Diệp Thụy Nguyệt. Hiện tại, không phải lúc thực hiện năng lực. Dù sao, Giang Hải mang theo Diệp Thụy Nguyệt trói gà không chặt, nên không tiện làm gì. Nếu như chỉ có một mình Giang Hải, giờ phút này, tất cả bọn cướp này đã đi gặp Diêm Vương rồi. Ánh mắt Giang Hải nhìn chằm chằm cá thối, trong ánh mắt lóe ra sát ý. Huyết khí trên người cá thối đã đến một mức độ làm cho người ta giận sôi. Loại người này tồn tại, vốn là trái với trời, cá thối chết, thế giới này, còn có thể sạch sẽ một chút. Danh con! Chỉ có thế này thôi sao? Một tên cướp mặc đồng phục bảo vệ đẩy đầu Giang Hải. Giang Hải chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười, đại ca, đồ đạc đều ở trong phòng, mấy thứ đáng giá, sao có thể mang theo trên người? Ồ, thế à, nhe răng vui vẻ, nhưng, rất nhanh nụ cười đã biến thành nụ cười dữ tợn. Lát nữa sẽ có người đi dọn sạch phòng, chuyển tiền trong tài khoản của mày vào tài khoản mà đại ca tao chỉ định. Nhưng, tôi không có tiền thì làm sao bây giờ? Không có tiền, vậy thì đi chết đi là được rồi. Nói xong, bọn cướp giơ súng lên, chĩa vào đầu Giang Hải. Trên đời này, dám dùng súng chĩa vào tôi, thật sự là không nhiều lắm. Giang Hải lẩm bẩm trong miệng, vốn định tìm một thời điểm thích hợp ra tay, xem ra, tên cướp này, là vội vàng đi chết. Anh ăn cướp ơi! Ở một bên, Trịnh Cầu đột nhiên mở miệng. Anh ăn cướp, em tố giác có công, anh có thể thả em một con đường sống không? Tố giác, tên cướp cười khẽ, được thôi. Em tố cáo người họ Giang này, anh ta có tiền, em chỉ giúp anh ta giữ chỗ một lúc thôi, mà anh ta đã thưởng em một kim phiếu rồi. Anh ta rất quan tâm đến phụ nữ này, nếu như... Hi hi, anh ăn cướp à, có thể tha cho em một mạng không được. Trịnh Cầu nịnh nọt cười, trong ánh mắt vô cùng kính sợ cùng sợ hãi. Thật ra em vẫn luôn muốn làm một tên cướp, nếu đại ca nguyện ý thu nhận, về sau... Lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt đối không phụ lòng. Mạnh mẽ, giống như một lời tuyên thệ. Tên cướp mỉm cười, đó là một ý tưởng tốt. Rất hài lòng vỗ vỗ vào mặt Trịnh Cầu, chú em rất hiểu chuyện, vừa vặn, anh cũng cần một người hầu hạ, sau này cứ đi theo anh. Rồi nhìn về phía Diệp Thụy Nguyệt mặc áo choàng kín mít đứng bên cạnh Giang Hải. Chờ anh đây chơi chán, tặng cho chú em chơi, thế nào? Trịnh Cầu vô cùng mừng rỡ. Suýt chút nữa quỳ xuống liếm giày cho gã luôn rồi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Mà trong ánh mắt của tên cướp lại lộ ra một tia lạnh như băng. Một tên vì giữ mạng mà có thể bán đứng người khác như Trịnh Cầu, loại người này, sao có thể giữ lại làm đàn em được chứ? Khi chuyện xong xuôi, ném xuống biển là xong rồi. À, Diệp Thụy Nguyệt thét chói tai một tiếng. Bởi vì, tên cướp này đã nắm lấy cô ấy, muốn xé áo choàng của cô. Chương 263. Cổ tay của tên cướp đột nhiên bị nắm chặt, đau đến mức như bị gãy ra. Bàn tay này của mày, không nên có thì hơn. Giọng nói lạnh như của băng Giang Hải vang lên bên tai, khiến người nghe sợ hãi. Tên cướp kêu thảm thiết một tiếng, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên dừng lại. Cổ tay của tên cướp bị gãy, cổ họng của gã ta cũng bị gãy. Thi thể sụi lơ trên mặt đất, Giang Hải lại nhìn về phía cá thối. Mang đồ đạc của chúng ta về. Giang Hải lặng lẽ nhìn Diệp Thụy Nguyệt.
anh căn bản không muốn giết người trước mặt phụ nữ, nhưng những tên xúc sinh này cứ ép Giang Hải phải ra tay. Vốn Giang Hải không muốn gây chuyện gì trong chuyến đi này, chỉ muốn nhanh chóng tìm được máu của Quang Minh, chữa trị cho Diệp Thụy Nguyệt. Nhưng rắc rối cứ nối đuôi nhau đến. Du thuyền này chạy bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện gì, Giang Hải vừa đi lại xảy ra chuyện hết chuyện này đến chuyện khác. Trùng hợp ngẫu nhiên ư. Giang Hải cảm thấy số nam chiếng may lắm, mấy chuyện kiểu này luôn có thể tìm đến anh. Mà số của mấy tên cướp càng không may hơn. Bởi vì, bọn chúng gặp phải đế vương. Một người trùm của lái buôn Phương Đông, có năng lực giết cả thần. Nghe tiếng kêu thảm thiết của đàn em, cá thối cũng liếc mắt nhìn sang. Vẫn không quên thở ra một hơi đầy sảng khoái, phung chân đá văng người phụ nữ kia ra, rồi đi đến chỗ Giang Hải. Thằng danh kia, may to gan đấy. Dám động tay trên đầu Thái Tuế, thằng nhóc này đúng là sợ sống lâu quá rồi. Cũng không nghe ngóng xem cá thối này trước giờ đều giết người không chớp mắt. Một luồng sát khí dường như đang tỏa ra, không khí xung quanh hình như giảm xuống mấy độ. Giang Hải kéo Diệp Thụy Nguyệt lại, dùng mắt đánh giá xung quanh một chút. Tên cá thối này không chỉ nổi tiếng thủ đoạn bẩn thỉu, còn có tiếng lợi hại. Giang Hải muốn bắt được cá thối, cũng cần một ít thời gian. Nhưng trong lúc này, Giang Hải không thể phân tâm được. Diệp Thụy Nguyệt SSZ trở thành gánh nặng cho Giang Hải. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài đánh. Giang Hải ra hiệu ra bên ngoài. Ý mày được đấy, cá thối mỉm cười. Phải để mày sống ở chỗ này, trừng to mắt chó của mày, xem bọn tao chơi chết con đàn bà này như thế nào. Sau đó, lại từ từ tra tấn mày. Người dám giết cá thối, trên đời này cũng không có mấy người. Nếu đã như vậy, ha ha. Giang Hải kéo Diệp Thụy Nguyệt lại, nhảy lên, giống như ma quỷ điên cuồng chạy ra phía ngoài. Cá thối không ngờ Giang Hải muốn chạy. Cầm súng bắn. Nhưng, bàn tay bóp cò lại bị đình trệ giữa không trung. Trong phòng đấu giá, nhất thời rối loạn, tiếng hô hào, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp. Tuyến đường của Giang Hải vô cùng lắt léo, không phải thẳng đến tiền sảnh, mà là khoanh thành vòng tròn, lách trái lách phải. Mỗi khi cá thối bóp cò, sẽ có người chặn ở phía trước. Cứ như vậy, gã trơ mắt nhìn Giang Hải chạy trốn, lại không thể làm gì được. Nhưng sắc mặt cá thối trở nên có chút nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười nham hiểm. Sau khi có mấy người bị bắn, rốt cục Giang Hải đã chạy đến một nơi an toàn. Diệp Thụy Nguyệt trong lòng đã bị dọa cho ngơ ngác. Nhanh chóng báo cảnh sát. Giang Hải cười nhạo, sâu trong đại dương, cảnh sát đâu ra? Vậy chúng ta sẽ làm gì? Cô đi trốn thật kỹ, tôi sẽ xử lý bọn họ. Ánh mắt Giang Hải lóe lên sát ý. Nếu đã để Giang Hải đụng phải, cá thối, ắt phải chết. Du thuyền rất lớn, còn rộng hơn cả một cái trung tâm mua sắm. Qua 7 lần ré 8 lần ngoặt, Giang Hải nhét Diệp Thụy Nguyệt vào một không gian kín đáo. Nhét một thứ vào tay Diệp Thụy Nguyệt, cầm lấy cái này, nếu tôi không trở về, khi khoang thoát hiểm rơi xuống nước, cứ ấn cái nút này, sẽ có người tới cứu cô. Giang Hải, tôi. Diệp Thụy Nguyệt rất muốn nói nam chiếng muốn tách ra khỏi Giang Hải. Nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ ràng, mình, chỉ là một gánh nặng. Giang Hải dùng ánh mắt an ủi cô, mỉm cười, đóng cửa khoang lại. Giang Hải quay người lại, giống như biến thành một người khác, một cỗ sát khí giống như thực chất phát tán ra. Khoang thuyền trưởng Can đang nằm tựa vào ghế sofa, nheo mắt lại, khuôn mặt già nua nhăn nheo, đang nở nụ cười dâm tà. Toàn thân trên dưới, không mảnh vải che thân. Trước người có một vưu vật tóc vàng mắt xanh đang quỳ trên mặt đất hầu hạ. Rất tốt, đúng vậy, đúng rồi, ưng. Mấy cô em được huấn luyện chuyên nghiệp đúng là rất giỏi, ha ha. Trong phòng giám sát ở bên cạnh, đang phát sóng hình ảnh cá thối cướp bóc trong phòng đấu giá. Lúc này, máu chảy thành sông, ước chừng đã có gần 100 người bị giết không thương tiếc. Khi con thuyền chạy đi, những con sóng phía sau như thể biến thành màu máu, thỉnh thoảng có một xác chết trôi nổi ra. Trong những con sóng phía sau con thuyền, có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng của cá mập. Một thi thể, chỉ cần chưa đến vài phút đã bị xử lý sạch sẽ, xương cốt cũng không còn lại. Cái tên cá thối này còn muốn giết bao nhiêu người đây? Nhìn màn hình giám sát, sắc mặt Can cũng trầm xuống. Nhưng rất nhanh ông ra cũng không nhìn thêm nữa, những người này sống hay chết, thì liên quan gì đến mình chứ? Hợp tác với cá thối. Can cảm thấy đó là sự lựa chọn thông minh nhất trong cuộc đời của mình.
Khi nghe nói trên thuyền muốn tiến hành đấu các giá tác phẩm nghệ thuật lớn, Càn đã biết, cơ hội đổi đời của ông ta đã đến rồi. Một số báu vật của phương Đông, bức tranh Mona Lisa, và nhiều thứ có giá trị hấp dẫn khác. Giá trị của những thứ này thôi cũng đã đủ để làm cho mọi người quên đi tất cả các lễ nghĩa và liêm sỉ. Càn và cá thối, hai người bắt tay với nhau, vì vậy, có lần cướp thuyền này. Đồ đấu giá trên thuyền, chỉ là một mặt, mà tiền trong tay của người mua những thứ này, mới hát xanh là một con số khổng lồ. Chỉ cần chuyến này chót lọt, Càn có thể thay đổi thân phận và sống một cuộc sống xa hoa không gì sánh bằng. Mấy ngàn mạng người trên chiếc thuyền này, ai mà thèm quan tâm chứ? Trong phòng đấu giá, cá thối đã vơ vét tất cả mọi thứ có giá trị, cũng như tiền trong tài khoản của những người khách giàu có. Bảo bọn nó, chỉ cần nhìn thấy thằng danh kia, trực tiếp nổ súng giết. Bọn đàn em lập tức vâng lệnh. Nhưng lập tức, bên ngoài đã có một người liều lĩnh chạy vào. Lão đại, không xong rồi. Làm sao, mặt mày mảnh khảnh của cá thối lộ ra vẻ không vui. Toàn bộ con thuyền đã bị gã kiểm soát, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, là tên khi nãy? Quả nhiên, khi cá thối nghe nói là một người thanh niên, sắc mặt càng thêm nguy hiểm. Đại ca, nó đã giết rất nhiều anh em của chúng ta. Giang Hải cũng không lập tức trở về phòng đấu giá, mà là đánh ở bên ngoài, thấy tên cướp nào là giết tên đó. Lúc này, đã có hơn 10 người chết trên tay Giang Hải. Nó rất mạnh. Mấy đứa đàn em thấy Giang Hải ra tay, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Quá nhanh, hơn nữa, một chiêu đã giết chết. Về phần Giang Hải dùng chiêu gì, bọn chúng cũng không biết, bởi vì chúng chỉ nhìn thấy một cái bóng. Bọn mày dẫn người đi lục soát từng phòng trên cái thuyền này. Đồ đạc của bọn nó, lấy hết, nhìn thấy thằng danh kia, thuận tiện làm thịt luôn. Mấy tên đàn em nhanh chóng hành động. Cá thối cắn răng, đi đến khoang thuyền trưởng. Chẳng lẽ thằng già kia còn muốn mệt chết trên bụng đàn bà sao? Từ lúc cá thối chuẩn bị hành động, Càn đã bắt đầu tập thể dục cho đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Nhìn vào camera giám sát, cá thối xoay người rời đi. Ở phía bên kia của màn hình, Càn cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên mặt tràn ngập nụ cười đê tiện, cầm lấy một cái hộp ở bên cạnh, lấy ra viên thuốc nhỏ. Thật tuyệt vời, thuốc này là tuyệt vời. Phương Đông, thật sự là một nơi thần bí. Không làm tổn thương thân thể, quả là đồ tốt. Cầm một viên thuốc lên cho vào miệng. Ở phía bên kia, người phụ nữ tóc trắng ngậm một ngụm nước, ưỡn hẹo tựa vào người Càn, truyền nước vào miệng Càn cho ông ta uống thuốc. Chỉ cần thêm 5 phút nữa, Càn lại có thể lâm trận được rồi. Càn cũng làm rất được, nên cô ta cũng rất hài lòng. Cảm giác mê hồn kia, thật làm cho người ta mãi không thể thỏa mãn. Nửa dưới thì đang được cô em tóc vàng phục vụ, còn đôi mắt thì lại đang đưa tình với cô em tóc trắng. Dần dần, thần dược bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể giống như cây khô của ông ta, dần dần, sắp phát ra chồi non, dần dần sung huyết. Đang định đứng dậy lâm trận tiếp, cửa đã bị đá văng ra. Cá thối trầm mặt, nặng nề bước vào cửa. Càn, tôi hỏi ông, chiếc thuyền này, chỗ nào có thể giấu người? Càn vô cùng bất mãn đối với sự xâm nhập đột ngột của cá thối, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Cá thối, anh xông vào như vậy, thật là mất lịch sự. Lịch sự. Khóe miệng cá thối giật giật, đi lên dùng súng chĩa vào đầu Càn. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, lễ phép là gì không? Peace. Càn sợ hãi, đôi mắt đục ngầu bị dục vọng bao phủ nhất thời thanh tỉnh. Sợ hãi nhìn cá thối. Xin lỗi, là tôi. Tôi hỏi lại, chỗ nào có thể giấu người tốt nhất trên thuyền? Giấu mấy người, lúc Giang Hải đánh chết một người trong phòng đấu giá thì Càn đang hưởng thụ nên không hề nhìn thấy. Giờ phút này, vẫn là trạng thái ngây thơ. Một người. Cá thối biết, Giang Hải không phải đang ẩn nấp, mà Giang Hải đang chơi trò trốn tìm, muốn từng chút một chơi chết tất cả bọn họ. Du thuyền lớn như vậy. Đừng nói giấu một người, cho dù là giấu 10 người cũng không thành vấn đề. Nơi có thể lẩn trốn, thực sự là quá nhiều. Màn hình giám sát trong khoang thuyền trưởng là đầy đủ nhất, và thậm chí cả các phòng VIP đều có video giám sát đặc biệt. Đây là những máy ảnh lỗ kim HD mà Càn bí mật cài đặt để đáp ứng nhu cầu biến thái của mình. Dù sao, càng là người giàu có, các em gái bên cạnh lại càng nóng bỏng. Thậm chí... Càn đã sử dụng những video này để uy hiếp rất nhiều người giàu có. Cũng là lợi dụng những video không đứng đắn khiến người ta nhiệt huyết sôi sục này,
Can đã uy hiếp được một quý phụ giàu có, mỗi khi thuyền đến bờ, ông ta đều sẽ bắt quý phụ đó tới ngủ với mình. Không chỉ ngủ cùng, hầu hạ nhu cầu sinh lý cho gã, còn phải đưa tiền, lấp đầy túi tiền của gã. Cá thối hừ lạnh một tiếng. Khoát khoát tay, lập tức có người đi điều tra những camera giám sát đó. Một folder được mở ra, trong đó tất cả các loại video được lấp đầy gần như toàn bộ dung lượng. Tùy tiện mở ra một cái, đều là những hình ảnh không đứng đắn. Cá thối thầm mắng một tiếng, bảo bọn đàn em điều tra dựa theo thời gian. Can đã uống thuốc, đã có chút chịu không nổi, cũng không quan tâm cá thối đang có ở đây, hùng hục lao lên đè người ra lâm trận. Cá thối vẫn bình thản như không thấy gì, lặp đi lặp lại nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng đấu giá khi nãy. Giang Hải động thủ, chạy trốn. Tốc độ này, là rất tốt. Cá thối cảm thấy, mình rất có khả năng không phải là đối thủ của tên này. Ít nhất, người thanh niên này cũng phải có thực lực ngang hàng với gã. Biểu cảm của cá thối trở nên lạnh lùng, nắm chặt súng trong tay. Trong lòng ghi nhớ gương mặt của Giang Hải. Thanh niên có gương mặt phương đông này sao lại có chút quen mắt nhỉ? Đã thấy ở đâu rồi? Tại thời điểm này, bộ đàm trước mặt cá thối vang lên. Trước bong tàu, bốn người. Ngắn ngủi vài chữ, sau đó, cá thối đã nghe thấy ba tiếng súng vang lên. Bốn người, sao lại chỉ có ba phát súng? Chương 264. Bong tàu phía trước, bốn thi thể đổ xuống. Ba phát, đúng là ba phát súng. Một phát súng hai mạng, đây là một sự trùng hợp. Hay là... Sắc mặt cá thối tái mét, nhịn không được mà suy nghĩ. Chẳng lẽ, hành động lần này của bọn họ... bị dò gì tin tức. Câu chuyện vẫn còn xa mới kết thúc, cá thối nhìn ra biển, hận đến nghiến răng. Nhưng giờ phút này, bộ đàm lại vang lên giọng nói của Giang Hải. Bong tàu sau, 6 người. Sau đó, là 6 tiếng súng vang lên. Giết chóc, vẫn đang tiếp tục, Giang Hải giống như ma quỷ, chỉ lưu lại khuôn mặt tươi cười dữ tợn trong một vài camera giám sát. Sau đó, những camera giám sát này đều bị phá hủy, không có ngoại lệ. Lần này, cá thối mang theo hơn 100 người, chỉ trong ngắn ngủi vài giờ, đã mất đi một nửa. Bầu không khí khủng bố lan tràn, từng là hải tặc quát tháo đại dương, giờ đây kinh hồn bạt vía. Đến cả cá thối cũng sợ hãi. Cứ để Giang Hải giết như vậy, cá thối sẽ trở nên đơn độc. Triệu tập tất cả mọi người, cá thối ra lệnh một tiếng. Xếp thành một hàng ngang, phải lục soát mỗi một gian phòng. Chỉ để lại một số ít người để duy trì trật tự, số người còn lại. Tập hợp lại với nhau để phát động một cuộc tìm kiếm toàn diện trên thuyền. Cá thối cũng đi theo phía sau, đàn em của gã ta, sợ là không phải đối thủ của Giang Hải. Đối mặt với cao thủ cực mạnh, nhiều người chưa chắc đã có tác dụng. Còn cần bao lâu nữa? Giọng cá thối trầm thấp, hỏi thằng đàn em bên cạnh. Ít nhất cần 3 tiếng đồng hồ, thằng em hiểu cá thối muốn biết cái gì. Chiếc thuyền này đã sớm đi chệch hướng, điểm đến, chính là eo biển Malacca. Chỗ đóng quân của cá thối. Thông báo cho Can, tiến lên với tốc độ tối đa. Đại ca, bây giờ đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Cá thối sợ, anh ta sợ đám đàn em này không kiên trì được 3 tiếng đồng hồ, Giang Hải cứ lần lượt ám sát như vậy, trong 3 giờ chắc chắn sẽ giết sạch. Điều càng làm cho cá thối run rẩy hơn là, nếu không có đủ nhân lực, sẽ rất khó để duy trì trật tự trên thuyền. Nếu những người khách trên thuyền này khởi xướng một cuộc bạo động, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Suy cho cùng thì trên thuyền có hàng nghìn người. Bạo động. Cá thối khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng. Đều dừng lại, quay lại đây. Cá thối còn chưa nói xong, trong phòng đấu giá đã truyền lại tiếng súng rồn rập. Ngay sau đó, yên tĩnh không một tiếng động. Đôi mắt của cá thối, gần như phun ra một ngọn lửa. Một cảm giác chết chóc đang đến gần. Trong phòng đấu giá, tập trung ít nhất một nửa số người trên thuyền, những người còn lại, bây giờ đều bị mắc kẹt trong khoang thuyền không thể đi ra. Nếu những người này phát động bạo động, hậu quả, thật khó để tưởng tượng. Quay lại kia, cá thối nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng đấu giá, sau khi tiếng súng vang lên, chỉ thấy tên cướp bị bắn máu tung tóe xuống đất, không ai biết Giang Hải bắn từ nơi nào. Mà trong loa lớn truyền lại một giọng nói khàn khàn. Cầm lấy vũ khí, các người còn có cơ hội sống sót. Nếu như không phản kháng, các người sẽ bị bán đến thế giới hắc ám, trở thành nô lệ. Tại hiện trường, một tiếng. Càng có nhiều người ngạc nhiên nghi ngờ, sợ tới mức gan mật đều nứt ra. Và có người chính trực,
nghiến răng nhặt súng của tên cướp lên. Ca Thối rất nhanh giết tới, đầu tiên là sắp xếp một thằng em xông vào cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Hải trốn ở chỗ tối bóp cò súng. Pằng pằng, tiếng súng rồn rập, mà lại có trình tự quy tắc làm chấn động lòng người. Đứa đàn em tiến vào cửa, lập tức liền bị bắn thành cái sàng lùng. Tiếng súng vang lên, chiến thắng nỗi sợ hãi. Khi người của Cá Thối bắn qua cửa, trong phòng đấu giá, cuối cùng cũng xuất hiện tiếng súng đánh trả. Bạo động, đã được hình thành. Giang Hải nhếch miệng cười, nghiêng người tựa vào thuyền. Người của Cá Thối, suy cho cũng là cướp, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, lần thứ hai chúng đã nắm giữ quyền chủ động trong phòng đấu giá. Trong đám người, có người âm thầm móc súng ngắn ra, miệng súng ngắm vào người bắn bên ngoài. Mà súng của Giang Hải lại vang lên. Pằng pằng pằng. Mấy người theo tiếng súng mà ngã xuống đất, ngay cả bả vai Cá Thối cũng bị bắn một phát. Máu tươi trên người chảy xuống, Cá Thối hung hăng cắn răng. Lựu đạn. Mang những người này đi bán, đã là không thể rồi. Cá Thối muốn giết người bịt miệng. Con mắt một gã đàn em lóe ra khát máu dữ tợn. Móc ra quả lựu đạn, giật chốt an toàn, tung chân đạp cửa một phát, giơ tay muốn ném vào. Ngay lúc này, khóe miệng Giang Hải nhếch lên độ cong quyến rũ. Một viên đạn không lệch một ly, bắn trúng vào quả lựu đạn. Rầm. Một tiếng nổ lớn, nửa người của tên cướp nổ tung tan nát. Trên bong tàu, để lại một vũng máu lớn, máu thịt bắn tung tóe, phủ ở khắp mọi nơi. Cảnh tượng này, vô cùng đẫm máu. Đại ca, phía trên. Tiếng súng lần này vang lên, Giang Hải đã bị bại lộ vị trí. Ánh mắt Cá Thối bắn về phía Giang Hải đang trốn. Nổ súng. Cá Thối nghiến răng nói, gã ta muốn băm Giang Hải ra làm nghìn mảnh. Giang Hải trốn ở trên cao, lại lần nữa biến mất một cách quỷ quái. Giống như Giang Hải chưa hề đứng ở đó. 2 giờ sau, trái tim của Cá Thối đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao trùm. Du thuyền đã hoàn toàn bị mất kiểm soát rồi. Đàn em của gã cũng chỉ còn lại hơn 10 người. Với lại, tất cả đều bị thương. Còn cần bao lâu nữa? Trốn trong khoang thuyền trưởng, khuôn mặt của Cá Thối cực kỳ dữ tợn. Đã liên lạc về nhà rồi, thuyền đón chúng ta đang trên đường tới. Mọi thứ đã được đóng gói xong hết chưa? Cá Thối nói đến những thứ cướp bóc được trên thuyền. Chuẩn bị 8 cái dương lớn rồi, đều làm xử lý chống thấm nước. Cá Thối gật gật đầu, cẩn thận nhìn xung quanh ở phía ngoài. Mà đằng sau anh ta, thi thể của Can còn đang co giật. Cá Thối trốn trong khoang thuyền trưởng, Can tỏ ra khó chịu, đồng thời muốn Cá Thối phải ngay lập tức thanh toán phần tiền nên thuộc về ông ta. Tao đồng ý đưa cho mày khi nào? Cá Thối nhếch miệng, cười khẩy liên tục. Can chẳng qua chỉ là một thuyền trưởng, cũng xứng bàn chuyện hợp tác với Cá Thối đứng thứ 2 trong bảng ám hoa. Giá trị của Can chỉ là bị lợi dụng xong rồi, cũng là lúc kết thúc sinh mệnh. Cá Thối, chúng ta đã bàn xong rồi mà. Đích thực là bàn xong rồi. Cá Thối hừ lạnh, nhưng tao, không phải bàn với mày. Người giao dịch với tao, là ông chủ của mày. Chủ nhân của con thuyền này. Can trợn lớn đôi mắt của mình, không thể tin được. Điều này, làm thế nào có thể? Nhưng sự thật là như vậy, không có gì không thể xảy ra. Trên du thuyền, đấu giá một số hàng lậu là chuyện quá bình thường, như cơm bữa. Nhưng lần này, những thứ bán đấu giá này, ngay cả ông chủ của du thuyền cũng động lòng. Ông ta muốn có được những đồ này, vì vậy người thực sự hợp tác với Cá Thối, chính là ông chủ đằng sau bức màn đen. Chiếc tàu biển này đã chờ khách chạy định kỳ nhiều năm tuổi rồi, đã đến lúc sửa sang lại lần nữa. Nếu như bị cướp biển uy hiếp, việc yêu cầu bồi thường khoản bảo hiểm kếch xù sẽ ngay lập tức được tiến hành. Can bị kéo vào vụ này, chẳng qua chỉ là một chú hề. Còn tự tưởng mình là một nhân vật quan trọng. Hợp tác, cũng cần thực lực. Rất rõ ràng, Can không có đủ thực lực để nói chuyện bình đẳng với Cá Thối. Không thể nào. Can hổn hển, trong mắt cũng hiện ra tia máu đỏ. Tao mặc kệ mày hợp tác với ai, mày đã đồng ý với tao rồi, bây giờ phải đưa cho tao. Mày còn dám đòi. Cá Thối vẻ mặt châm chọc, tìm không ra Giang Hải, chẳng lẽ còn không giết được một lão già thuyền trưởng rác rưởi sao? Nếu mày không đưa, tao sẽ nói chuyện ngày hôm nay ra hết. Can lấy điện thoại của mình ra, lông mày nhướn lên, đe dọa nói, cuộc trò chuyện vừa nãy của chúng ta, tất cả đều ở trong này. Cá Thối không hề để ý, trái lại anh ta rất hưởng thụ, vụ này mà bị báo ra thì gã ta lại càng thêm nổi tiếng chứ có gì đâu. Tuy nhiên,
cá thối không phải là một người thích bị đe dọa. Can đã không thể khống chế được, đã như vậy. Bằng. Một tiếng súng vang lên, Can ngã vật xuống đất, thân thể không ngừng co giật. Ở bên ngoài khoang thuyền trưởng, Giang Hải đang chuẩn bị tiến vào tiêu diệt toàn bộ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Giang Hải nheo mắt lại, không ngờ rằng, trên chiếc thuyền này, thật là ngọa hổ tàng long. Giang Hải nhìn vào người kia, là tên trộm lúc lên du thuyền suýt nữa đã trộm đồ của Diệp Thụy Nguyệt. Cậu, sao lại ở đây? Tên trộm nhún vai, câu hỏi này, tôi cảm thấy mình nên hỏi anh mới đúng. Cậu có biết tôi không? Trong mắt Giang Hải thoáng qua ý định giết người. Đáng tiếc, không biết. Tên trộm nói, nếu tôi quen biết một cao thủ như anh, thì cũng không cần phải đi ăn trộm trên thuyền. Mà tôi có thể trực tiếp lấy, ha ha. Đích xác, có bản lĩnh của Giang Hải, giết cá thối thì đám hải tặc này sẽ giống như rắn mất đầu, cần gì phải trộm. Trực tiếp cướp là được rồi. Vậy cậu xuất hiện ở đây, là có mục đích là gì? Hợp tác. Tên trộm mỉm cười, tôi cần người giúp đỡ có bản lĩnh như anh đây. Ăn trộm đồ, Giang Hải cười nhạo. Trên đời này, còn chưa có cái gì có thể khiến Giang Hải hạ mình đi trộm. Giang Hải có quan điểm, cướp, vĩnh viễn là cách trực tiếp và hiệu quả hơn so với trộm. Những thứ đã không thể cướp được, thì cũng không trộm được. Sẽ là một thứ đồ khiến anh cảm thấy hứng thú. Tên trộm rất tự tin, vung tay một cái, ném một thứ đến trước mặt Giang Hải. Hệ thống giám sát trên thuyền, tất cả số liệu đều ở đây. Tôi biết anh không muốn lộ mặt. Không cần cảm ơn. Nói xong, người cũng biến mất không thấy nữa. Con người này, quả là đáng để Giang Hải chú ý. Bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Nhấc chân lên và giẫm nát cái thẻ nhớ đó. Chuyện Giang Hải làm trên thuyền này, sẽ không có người ngoài được biết. Sau đó, Giang Hải gõ cửa khoang thuyền trưởng. Bên trong, máu tanh nồng đậm không những không làm cho cá thối khát máu hưng phấn. Ngược lại, trong lòng gã ta có loại sợ hãi gì đó, ngày càng thêm rõ ràng. Tiếng gõ cửa vang lên. Cá thối sững sờ sợ tới run rẩy. Tất cả đột nhiên im lặng, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ai đó? Một thằng đàn em run rẩy hỏi một tiếng. Người đến giết mày. Giang Hải lại gõ cửa. Mà lúc này đây, đáp lại anh, là trận xả đạn không ngớt. Một trận nổ đùng đoàng, tất cả các khẩu súng bốc khói trắng. Trong phòng, tiếng xoạch xoạch không ngừng vang lên. Mà cái Giang Hải muốn chính là thời cơ này. Thời cơ đối phương đổi băng đạn. Lắc mình một cái xông vào trong, vung cổ tay một cái, hai mảnh thủy tinh vỡ cắt qua cổ họng hai người. Máu tươi bắn ra, họ ôm lấy cổ họng, không cam lòng ngã thẳng xuống. Bây giờ đổi đạn, có phải là trễ quá rồi không? Giang Hải cất bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mấy người đó. Tay cá thối chậm chạm run cầm cập, trong đầu lóe ra hình ảnh những viên đạn bắn người thanh niên này nát bấy. Nhưng... gã ta không có cách nào nâng được cánh tay lên, cũng không cách nào bóp cò. Bởi vì gã ta biết, chỉ cần có chút hành động, gã ta lập tức sẽ biến thành một thi thể. Mày, tốt cuộc, ta ai? Giọng nói run rẩy, một thủ lĩnh hải tặc không bao giờ biết sợ hãi, giờ phút này, cả người đều run rẩy, ngay cả đũng quần cũng đã ướt. Không muốn chết à? Giang Hải không trả lời, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Không muốn chết, thì giúp tôi một việc, được không? Chỉ vài phút sau, tám dương lớn chứa đầy báu vật đã được ném xuống biển. Đương nhiên đều đã bị Giang Hải đặt thiết bị định vị lên cả rồi. Đứng bên thuyền, Giang Hải bóp cò. Tiếng súng liên tục và dày đặc, tất cả những tên cướp biển đều bị bắn nát đầu. Chỉ để lại một mình cá thối. Chương 265. Vì sao? Cá thối biết rằng cái mạng của mình đã sắp kết thúc. Khi Giang Hải đứng trước mặt mình, trong lòng gã dâng lên một nỗi sợ hãi. Gã ta đã biết, phản kháng là không có ý nghĩa. Đây là một loại áp chế, đứng ở trước mặt Giang Hải, gã chẳng là cái thá gì cả. Mày không xứng. Giang Hải chậm rãi lắc đầu. Đúng thứ hai, trên thưởng kim bảng. Mày, không xứng. Mày là... Đột nhiên, cá thối nhìn Giang Hải, nghĩ đến một người, một vị thần ở phương Đông. Đứng đầu trong thưởng kim bảng của giới hắc ám, đế vương. Bị xếp hạng thứ hai. Cá thối đã từng không phục. Giờ phút này, gã ta mới biết được, vị thần lái buôn phương Đông này mạnh đến mức nào. Vượt quá trí tưởng tượng của gã ta. Mày biết, cũng đã quá muộn rồi. Giang Hải giơ tay lên, một phát súng, để lại một cái lỗ máu ở cổ họng cá thối.
nếu nổ ở đầu, sẽ mất mạng trong nháy mắt, nhưng như thế này, ý thức còn có thể tồn tại một khoảng thời gian, để cho tên cướp tội ác tài trời này, cảm nhận được niềm vui khi cận kề chết. Từ đây trở đi, thế giới hắc ám, không còn tên của cá thối nữa. Eo biển Malacca, một lần nữa bị thay đổi thế cục. Buộc vào cổ của cá thối một thiết bị định vị, anh nhấc chân rồi đá người xuống biển. Nhìn những bọt sóng trắng, nét mặt của cá thối, nhìn giống như được giải thoát. Chết dứt khoát như vậy, có lẽ cũng là một loại may mắn. Đầu của cá thối, đương nhiên sẽ có người đến thu. Dùng cái đầu người này, đổi lấy tiền thưởng cao ngất ngưởng của thế giới hắc ám. Thả Diệp Thụy Nguyệt ra khỏi khoang thoát hiểm, Giang Hải mỉm cười, rất nhanh sẽ ổn thôi. Hai người trở lại khoang thuyền, Giang Hải đùa giỡn kể lại tất cả những gì đã xảy ra trên thuyền. Một người cao thủ cao lớn, giết hết tất cả bọn hải tặc. Giống như thiên thần hạ phàm. Diệp Thụy Nguyệt chống cằm, nghe rất thích thú. Trong lòng, đã sớm dung hợp hình tượng người anh hùng này với Giang Hải. Nhưng, cô ta không biết, vị thần này, thật sự là Giang Hải. Du thuyền đi chệch khỏi con đường an toàn, và bây giờ đang ở eo biển Malacca. Chẳng qua, cứu binh của cá thối còn chưa tới, cứu binh của Giang Hải đã đến trước rồi. Giang Hải đi thuyền này là muốn đến Nhật, bây giờ lại đến eo biển Malacca. Nghe đồn, nơi này là nơi cách thế giới hắc ám gần nhất, chỉ thích hợp tồn tại những người thủ đoạn hung tàn, lòng dạ ác độc. Du thuyền bị cướp, người chết và bị thương vô số, với cái tin tức này, tuyệt đối bùng nổ. Bất luận là các quốc gia, hay là thế giới hắc ám, đối với việc này, đều có rất nhiều suy đoán, nhưng ai cũng không thể ngờ, đế vương Phương Đông, lại là người thần bí tham dự trong toàn bộ sự kiện. Người dùng đầu của cá thối đổi lấy tiền thưởng là một thanh niên, có khuôn mặt Phương Đông. Không ít người suy đoán, là vị chiến thần của Thiên Lương ở Phương Đông kia làm. Rất nhanh, Thiên Lương truyền ra tin tức, chiến thần vẫn luôn ở Thiên Lương, chưa từng rời đi. Đương nhiên, không ít người cũng đoán là Giang Hải. Nhiều ngày trước, Giang Hải rời khỏi thành phố Giang Tư đi danh quận, từ đó, không còn tin tức gì nữa. Tại nhà họ Bạch, Phương Bắc. Bạch Lý Hưng ngồi ở vị trí chủ vị, trên điếu thuốc lá thơm trong tay treo tàn thuốc thật dài. Ông ta đã không động đậy trong một thời gian dài, giống như một pho tượng điêu khắc. Ngón tay khẽ run, tàn thuốc lập tức rơi xuống. Là thằng bé. Còn chưa rõ ràng. Bạch Lý Hưng suy tính một lát, rất có khả năng. Ở Phương Đông, không nhiều người biết Giang Hải chính là đế vương lắm. Mà người hiểu rõ thực lực của Giang Hải, lại càng ít. Thằng bé rốt cuộc đi đâu rồi? Bạch Hùng đã lập di chúc trước khi lâm chung, nếu như có thể, để cho Giang Hải trở về nhà họ Bạch, đảm nhiệm vị trí gia chủ. Bạch Lý Hưng cũng là bất đắc dĩ, mới ngồi lên vị trí này. Cậu chủ đã rời khỏi danh quận, trước tiên đi thành phố ra, sau đó bay tới Thái Lan. Thái Lan? Vâng, du thuyền này có dừng lại ở Thái Lan. Bạch Lý Hưng gật gật đầu, vậy thì có khả năng lắm. Gạt đầu mẩu thuốc lá trong tay. Bạch Lý Hưng căn dặn nói, để mắt đến thành phố Giang Tư, thằng nhóc đó không có ở đấy, nhất định sẽ có kẻ xấu nhảy ra gây sự, nên giúp đỡ, thì giúp đỡ một chút. Chú ý, đừng để người khác biết là do nhà họ Bạch làm. Tại tập đoàn Uyển Như, cô Uyển Như đang ngồi chống cằm, sắc mặt nặng nề. Cô đã mấy ngày không nhận được tin tức của Giang Hải, không biết giờ phút này anh đang làm cái gì. Đã gọi vài cuộc điện thoại, trước sau đều không thể liên lạc. Nhìn thấy tin thời sự từ trong máy tính, Cố Uyển Như há to miệng kinh ngạc. Ai đã làm điều đó, nó quá tàn nhẫn rồi. Mặc dù là mấy tên cướp, nhưng bọn họ cũng đều có sinh mệnh, cái người thần bí này, vậy mà lại giết nhiều người như vậy. Thư ký gõ cửa tiến vào, đặt một bản tài liệu lên bàn của Cố Uyển Như. Cố Tổng, đây là theo ý của anh Giang, Tần Hạo muốn sử dụng một khoản tiền lớn, muốn xin chỉ thị của chị. Chuyện của Giang Hải. Cố Uyển Như phục hồi tinh thần, vỗ vỗ ngực, hình ảnh trong tin tức có chút buồn nôn, máu tươi đầm đìa. Làm theo đi, Tần Hạo sẽ không làm sằng bậy. Thư ký tiến lên, đương nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh trong máy tính. Cười đùa, Cố Tổng, cái người này, thật lợi hại. Giết nhiều người như vậy, lợi hại cái gì? Tôi thấy, càng có nhiều bản lĩnh, nguy hại càng lớn. Lời này, nếu để cho Giang Hải nghe được, sợ là sẽ tức ói máu luôn đó. Chị không biết sao, thư ký nói, những người đã chết, có người nào mà hiền lành đâu, kẻ nào cũng đã giết vô số mạng người. Nhất là tên thủ lĩnh bị mất tích kia, người có biệt danh là cá thối ấy, là khét tiếng nhất.
ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Ở phương Tây, trong một văn phòng sang trọng và rộng rãi, một ông lão người da trắng giận dữ ném điếu xì gà vào mặt thư ký. Không, sao lại như vậy? Những thứ đồ đó đâu? Tao hỏi mày, đồ đâu? Ca thối chết rồi, không đáng để tiếc nuối, nhưng nhiều báu vật như vậy, lại biến mất cùng với anh ta. Du thuyền chỉ lớn được như thế, có thể giấu được ở đâu chứ? Chẳng lẽ, người thần bí, nhưng, với sức của một người, làm thế nào mà mang đi nhiều thứ như vậy được? Tìm cho tao, tìm không được những thứ đó, chúng mày cũng đừng trở về nữa. Lão già hổn hển nói, tổn thất của du thuyền, đương nhiên có công ty bảo hiểm bồi thường. Nhưng âm mưu của lão ta lại trở thành một trò đùa. Eo biển Malacca, đeo ba lô lớn, kéo Diệp Thụy Nguyệt đi. Giờ phút đặt chân bước lên đất liền ở eo biển Malacca, Diệp Thụy Nguyệt còn có loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Vốn dĩ, là muốn đi Nhật, không ngờ tới, lại đi tới eo biển Malacca. Khi nào chúng ta đi Nhật? Người ở nơi đây, mang theo một bộ mặt hung dữ, không ít người trên người hoặc trên mặt đều có vết sẹo. Điều này làm cho Diệp Thụy Nguyệt rất không thoải mái. Giang Hải lại cười không nói gì, nghiêng đầu, nhìn về một phía. Đúng lúc, mắt đối mắt với một người. Ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Giang Hải, trong lòng Diệp Thụy Nguyệt cũng ổn định không ít. Dù là tha hương nơi xứ người, nhưng chỉ cần ở cạnh Giang Hải, thì có gì phải lo lắng đâu chứ. Xung quanh bến tàu, có không ít người tụ tập. Rất nhiều người trong số họ là đàn em của một người, chính là người đã đối mắt với Giang Hải. Không ngờ, thật sự là anh, xem ra, lần này tôi thắng rồi. Thắng rồi, chính là đoán đúng rồi. Gặp lại Giang Hải lần nữa, làm cho Lợi Long biết, vận may của anh ta lại tới rồi. Lợi Long, có một thế lực rất lớn ở eo biển Malacca. Mà, anh ta chỉ là nhân tài mới xuất hiện, mấy năm gần đây mới càng thêm hùng mạnh. Sự nổi lên của anh ta, có liên quan đến một người, đó chính là Đế Vương. Có thể nói Lợi Long là người hợp tác của Đế Vương ở eo biển Malacca, cũng có thể nói, Lợi Long là đàn em của Giang Hải, dùng để bồi dưỡng thế lực. Lợi Long không lớn tuổi, mới hơn 20. Khuôn mặt ngăm đen, hai con mắt toát lên sự giảo hoạt nhanh trí. Lợi Long 14 tuổi đã bước vào thế giới hắc ám, chỉ ngắn ngủi vài năm, đã có thành tựu như vậy, cũng coi như là một truyền kỳ. Nhưng, so với Đế Vương, câu chuyện của anh ta chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm. Kéo Diệp Thụy Nguyệt đi tới, sắp xếp cho tôi một chỗ ở. Trên thuyền, Diệp Thụy Nguyệt phải chứng kiến một màn hung tàn như vậy, đã ngủ một giấc ngắn, nhưng lại rất không ổn định. Giang Hải biết, Diệp Thụy Nguyệt cần được nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc xe thể của Lợi Long, lặng lẽ lái xe vào một ngã ba, đi đến một nơi bên ngoài thành phố. Đây là, chị dâu nhỏ ạ. Lợi Long nhe hàm răng trắng, thoạt nhìn rất vô hại. Nhưng, người hiểu rõ Lợi Long đều biết. Cái tên này, tuyệt đối thuộc loại người tàn nhẫn không nhiều lời. Giang Hải không nói gì, Diệp Thụy Nguyệt lại đỏ mặt cúi đầu. Anh Giang, Lợi Long biết Giang Hải là đế vương, nhưng đế vương xưng hô này, ra khỏi phương Đông, không thể tùy tiện gọi, anh ta biết, điều này sẽ mang đến phiền toái cho Giang Hải. Đứng đầu bảng trong thưởng kim bảng, đầu của Giang Hải có giá trị đến mức làm người khác sục sôi ý chí muốn giết người. Giang Hải xua tay, giúp tôi tìm một thứ. Mặc dù khả năng xuất hiện máu của Quang Minh ở eo biển là cực kỳ bé nhỏ, chẳng qua, Giang Hải quyết không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Máu của Quang Minh, Lợi Long giật mình. Thứ đồ này, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Anh Giang, cứ tìm đi, tìm không được cũng không sao, nhưng phải tận tâm mà tìm. Giang Hải biết, Lợi Long sợ không tìm được sẽ ngại gặp lại Giang Hải. Không chút do dự, Lợi Long lập tức căn dặn đàn em, không tiếc bất cứ giá nào, tìm máu của Quang Minh. Chỉ cần có thể dò la dược có người có thứ này, chỉ cần có thể dò xét được nó ở nơi nào, thì sẽ nhận được số tiền thưởng siêu cao. Giang Hải yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảm giác có chút buồn cười. Mình, từ khi nào cần đến lực lượng an ninh như vậy rồi? Cả một đội xe toàn cao thủ để hộ tống, an ninh như vậy, cũng ngang hàng với những nhân vật đầu não của các nước nhỏ rồi đấy. Nhưng vấn đề là, lại có mấy người có thể động được đến Giang Hải. Người có thể động đến Giang Hải, những tên hữu danh vô thực này, lại có thể có những tác dụng gì? Chẳng qua, là để phô trương mà thôi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Giang Hải vẫn không nói gì. Bản thân Nam Chiến cần, nhưng Diệp Thụy Nguyệt thì cần. Lúc ở Thái Lan, cô
cũng chính bởi vì không có ai bên cạnh, nên mới làm cho bọn ma cà rồng đó có cơ hội lợi dụng. Bên ngoài thành phố, trên một ngọn đồi nhỏ, một lâu đài nhỏ có diện tích rất lớn đứng sừng sững. Thiết kế theo phong cách phương Tây. Ngay cả Diệp Thụy Nguyệt từ xa nhìn thoáng qua, cũng đã bị mê hoặc. Cái này, nó có chút giống như nhà thờ Đức Bà ở Paris. Diệp Thụy Nguyệt nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Lâu đài này thực sự được xây dựng theo phong cách của nhà thờ Đức Bà. Giang Hải mỉm cười, bên trong không có Đức Bà, cô cũng không phải Quasimodo, cũng không có thằng gù kéo chuông. Sửng sốt một chút, mặt Diệp Thụy Nguyệt lại đỏ lên. Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu Giang Hải chính là thằng gù kia, thì tốt biết bao. Khi chiếc xe đến chân núi, đột nhiên xảy ra sự cố. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, xuất hiện rất nhiều xe giống như thủy triều tuôn ra, ở trên xe lại xuống rất nhiều người. Trong bụi rậm bên đường, rất nhiều người mặc đồ đen, tay cầm vũ khí, đồng thời chĩa súng vào xe của Giang Hải. Bên trong xe, Lợi Long giật mình. Cho dù ở eo biển Malacca, anh ta là thế lực không nhỏ, nhưng cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Từ trên xe xuống, từ bên đường nhảy ra, tính tất cả với nhau, không có cỡ một trung đoàn thì cũng sấp xỉ. Hít một hơi khí lạnh, có đánh chết Lợi Long cũng không thể tin được, ở eo biển Malacca, lại còn có người có thế lực như vậy. Nếu như có thể có thực lực mạnh đến như vậy, còn không tiêu diệt toàn bộ eo biển Malacca. Anh Giang, xe của chúng ta là xe chống đạn. Lúc nói những lời này, giọng nói của Lợi Long có chút run rẩy. Cho dù là xe chống đạn thì có thể như thế nào, bị thực lực tuyệt đối nghiền ép, xe chống đạn cũng chẳng qua chỉ là một cái hộp thiết kiên cố một chút mà thôi. Nhằm vào tôi đấy. Giang Hải mỉm cười, nói xong, vỗ vỗ tay của Diệp Thụy Nguyệt. Dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta cứ yên tâm, rồi mở cửa xuống xe. Chương 266. Giang Hải xuống xe. Việc này làm Lợi Long cũng sợ hãi, thấp giọng gọi Giang Hải. Thấy Giang Hải không có phản ứng gì, cắn răng, nói với lái xe bảo vệ cô gái trên xe rồi lập tức đi theo xuống xe. Không có Giang Hải, nào có anh ta của ngày hôm nay. Nếu như Giang Hải xảy ra chuyện ở eo biển Malacca, thế lực mà Giang Hải đang đại diện tuyệt đối có thể băm anh ta ra thành trăm mảnh. Giang Hải đứng trước xe, sắc mặt bình tĩnh nhìn xung quanh, quan sát kỹ cảnh vật chung quanh. Ai nấy đều mặc đồ đen, lạnh lùng nhìn Giang Hải, mà súng trong tay bọn họ cũng nhắm chuẩn vào Giang Hải. Từ cử chỉ và cách cầm súng của những người này có thể nhìn ra được, đây là bộ đội luôn được huấn luyện bài bản, mùi máu tanh trên người so với lính đánh thuê cũng không kém là bao. Trên xe, sắc mặt Diệp Thụy Nguyệt tái nhợt, miệng mở to đầy kinh ngạc. Cô ta không nghĩ rằng, Giang Hải sẽ xuống xe. Kinh hãi kêu lên, cũng muốn đi theo xuống xe. Nhưng, người lái xe đã khóa cửa xe lại. Mệnh lệnh mà anh ta nhận được là bảo vệ cô gái này. Nếu như Diệp Thụy Nguyệt xảy ra chuyện, mạng của anh ta cũng sẽ không còn. Lợi Long thích những người trung thành, khen thưởng cho người làm việc tận trách nhiệm cũng rất phong phú. Người lái xe làm sao dám không hết lòng hết sức. Diệp Thụy Nguyệt gào thét, sợ tới mức run rẩy cả người. Nhưng chiếc xe này không chỉ chống đạn, cách âm cũng khá tốt. Giang Hải cũng không có ý quay đầu lại, chỉ đứng ở đó, ánh mắt hờ hững nhìn nhóm người mặc áo đen. Tuy thực lực của những tay súng này không tầm thường, nhưng Giang Hải lại không hề e ngại. Anh đang chờ nhân vật chính xuất hiện. Sau một con đường nhỏ, trong một chiếc xe sang trọng, một người bước xuống. Nhìn thấy cách ăn mặc của đối phương, Giang Hải vừa buồn cười vừa cảm thấy bất ngờ. Đối phương lại là một linh mục. Anh Giang, muốn gặp anh một lần, thật sự là khó khăn quá mà. Nói tiếng Trung rất hượng gạo. Khóe miệng Giang Hải nhếch lên, ông lão này, học cùng với ai vậy, nghe giống như giọng miền Đông Bắc. Linh mục thái độ cư xử vô cùng lịch sự như một quý ông, dường như không có quan hệ gì với những tay súng này. Bước những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía Giang Hải. Đằng sau linh mục, có hai người ăn mặc giống nhau đi theo. Một thanh niên da trắng với khuôn mặt trắng ngần, tướng mạo đường đường. Một người khác là một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh. So với linh mục hơi gù lưng, hai người bọn họ, chính là hào quang chiếu bốn phía. Phía sau nữa, cùng đi theo là một phụ nữ áo đen dài. Người con gái thánh khiết của người lập dị. Ôi, chúa ơi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Hành lễ một cách đầy thân sĩ với Giang Hải. Sau đó lại nói, tôi là Evan, đến từ tòa thánh. Giang Hải hơi nheo mắt lại, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là,
Bản thân ở trên du thuyền làm việc bí mật như thế, người lập dị và tòa thánh lại dễ dàng tìm thấy mình như vậy. Có lẽ, việc Giang Hải lên thuyền, vốn đã bị người lập dị phát hiện. Dù sao, với thế lực lớn mạnh của bọn họ ở Thái Lan, muốn biết Giang Hải đi đâu, là một việc quá đơn giản. Điều thứ hai, Giang Hải không chỉ chấn động, mà còn rất bất ngờ. Bởi vì, người con gái thánh khiết của người lập dị, lại đứng cùng với người của tòa thánh. Một người là một tín đồ của thần linh, một người là bị thần linh bỏ rơi, gánh chịu lời nguyền bẩn thỉu của gia tộc. Ngày đó ở Thái Lan, Giang Hải nói muốn người con gái thánh khiết trở thành người phụ nữ của anh, chẳng qua chỉ là một câu đùa giỡn. Giang Hải khẳng định, người lập dị không bao giờ giao phụ nữ lập dị cho người ngoài. Nhưng, Giang Hải đánh giá sai người lập dị. Để có thể giải trừ lời nguyền trên người, để có thể đi đến vùng đất Canaan. Một người con gái thánh khiết, rõ ràng không đáng để nhắc tới. Không thể tưởng tượng được, bọn họ sẽ đi cùng với nhau. Khóe miệng nhếch lên, xem ra, người lập dị và tòa thánh vì đi đến vùng đất Canaan, đã đạt được sự thỏa thuận. Muốn mở khóa vùng đất Canaan, cần máu của tội lỗi và máu của quang minh, hai thứ ấy, thiếu một cái cũng không được. Và đồng thời lúc đó, trong lòng Giang Hải rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mình cũng không cần tìm kiếm máu của quang minh khắp nơi nữa. Đối với người bên ngoài mà nói, máu của quang minh vô cùng trân quý, nhưng đối với tòa thánh mà nói, chẳng qua chỉ là để cho một người dưới trướng hiến chút máu mà thôi. Nhìn Evan, trên mặt Giang Hải nở nụ cười nhẹ. Rất vui khi được gặp ông. Lập tức, Giang Hải lần nữa nhìn vào Maureen. Không ngờ, các người lại mang người phụ nữ của tôi đến. Bị Giang Hải nhắc đến tên, vai Maureen khẽ run rẩy, nét mặt phức tạp mà không thể nói rõ. Xấu hổ, buồn bã, bi thương. Cô ta cũng không thích Giang Hải, chỉ là so sánh với nhau, Giang Hải sạch sẽ hơn người lập dị nhiều. Nếu như trở thành người phụ nữ của Giang Hải, bất luận có danh phận hay không, thì có thể thoát khỏi việc trở thành gái mại dâm cho cả gia tộc. Người con gái thánh khiết của lập dị, địa vị không thể nói là không cao. Con cái của cô ta, trong tương lai có lẽ trở thành người có địa vị cao nhất. Do đó, mẹ quý nhờ con, Maureen cũng có thể tự cho mình là thánh mẫu. Nhưng, những thứ này, cũng không phải là thứ mà Maureen muốn. Cái cô ta muốn, chẳng qua chỉ là một cuộc sống bình thường. Những gì cô ta muốn, là tự do. Rất nhanh, Giang Hải lại quét ánh mắt về phía những tay súng mặc áo đen. Chỉ cần bất kỳ một người nào trong bọn họ bóp cò, dường như Giang Hải sẽ chết ngay tại chỗ. Quả thực, bản lĩnh của Giang Hải rất tuyệt vời, nhưng đối mặt với nhiều súng đạn như vậy, cũng không phải là mình đồng ra sắt. Chẳng qua trên mặt Giang Hải, hiện đầy sự châm chọc, không có chút sợ hãi nào. Đến đây, đến bên cạnh tôi. Giọng nói Giang Hải lạnh như băng, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Maureen. Người con gái thánh khiết của người lập dị, Giang Hải lại muốn gọi là đến ngay. Nghe vậy, Lợi Long dũng cảm đi theo sau xuống xe suýt chút nữa tè cả ra quần. Mặc dù anh ta không biết những người này có thân phận gì, nhưng nghe đến hai chữ tòa thánh, lập tức sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng. Đôi mắt phức tạp nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Giang Hải, nuốt nước bọt. Đây cũng chính là Giang Hải, đế vương của Phương Đông. Nếu đổi thành người khác, dám tỏ thái độ khinh khỉnh như vậy, giờ phút này, e là đã bị đạn bắn thành cái rổ rồi cũng nên. Chân Maureen khẽ nhích, suýt chút nữa, đã cất bước đi về phía Giang Hải. Nhưng cô ta không thể, cũng không dám. Giang Hải cũng không sao cả, hừ lạnh một tiếng tỏ ra không hài lòng, chuyển hướng nhìn về phía Evan. Ông Evan, tòa thánh thật sự là phô trương quá thể. Xa xôi ngàn dặm đến eo biển Malacca để phơi bày đội danh dự, tôi muốn hỏi, đây là thị uy hay là nó để kết bạn? Thế giới hắc ám, không có kẻ thù, càng không có bạn bè. Tất cả mọi thứ, chỉ có lợi ích, Evan đến đây, nhất định có một việc làm ăn muốn bàn. Mà Giang Hải đang suy nghĩ, bản thân nên làm thế nào để nói thách giá cả, mà Evan sẽ trả giá tiền thấp nhất như thế nào? Đương nhiên là kết bạn. Ở eo biển Malacca này, vào thời điểm này đang là mùa nóng nhất trong năm. Nhiệt độ cực nóng, lên đến 37, 38 độ. Linh mục Evan mặc một bộ trang phục nặng nề, nhưng lại có vẻ tinh thần thoải mái, dễ chịu. Kết bạn như vậy sao? Giang Hải lần thứ hai nhìn lướt qua những tay súng này, sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Nếu những khẩu súng này tiếp tục nhắm vào anh, vậy thì hậu quả có thể chí mạng. Mặc dù rời khỏi phạm vi thế lực của đế vương,
nhưng Giang Hải cũng không phải là loại người mặc cho người khác ức hiếp. Huống chi, tòa thánh không dám động đến anh, dù chỉ một sợi lông chân. Bởi vì trong tay Giang Hải, có thứ tòa thánh cần. Evan buông tay, trên mặt tỏ vẻ khổ tâm. Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của chúng tôi. Chúng tôi làm như thế này, cũng là có nỗi khổ tâm. Xin anh tin tưởng tôi, chúng ta không có bất kỳ ác ý nào đối với anh. Trên mặt Giang Hải nở một nụ cười dữ tợn. Thách thức nói, các người, dám có ác ý với tôi sao? Để cho tôi đoán xem, sở dĩ các người chờ tôi ở eo biển Malacca, có phải bởi vì không dám bước vào phương Đông không? Là sợ đắc tội với tôi, thì những thứ trong tay tôi đang nắm giữ, bất luận là tòa thánh, hay là người lập dị, vĩnh viễn cũng không được thấy lại. Hay là, các người đang sợ, sợ bước vào phương Đông, huyết thống sẽ bị nguyền rủa, sẽ không có một người nào còn sống rời đi. Rất nhiều người đều biết, ở phương Đông, đã từng xuất hiện qua thời kỳ ô danh gần trăm năm. Nhưng không có mấy người biết, trong bóng tối, võ giả và cổ võ giả, cũng cùng với những thứ tạp nham phương Tây này chém giết lẫn nhau. Nhưng kết quả cuối cùng là hai bên cùng thiệt hại. Phương Đông, có thể nội đấu. Nhưng đối mặt với sự sỉ nhục bên ngoài, sẽ vô cùng đoàn kết. Sự ô danh trăm năm không chỉ là nỗi đau của phương Đông, mà còn là lịch sử đau đớn của những tên khỉ lông trắng này. Lời này vừa nói ra, Lợi Long hít một ngụm khí lạnh. Tuy Giang Hải là đế vương, nhưng đối mặt với tòa thánh, giọng điệu này cũng quá ngông cuồng rồi. Trong đôi mắt Evan, đột nhiên xuất hiện tia sắc bén. Đôi tay rủ xuống, không kềm chế được thắt chặt, từ sâu trong cổ họng phát ra lời nói gần từng chữ một, xin vui lòng chú ý đến từ ngữ của anh. Đế vương, anh cũng là người có thân phận. Giang Hải cười gằn, không chút khách sáo giận dữ trả lời. Con mẹ nó tôi mà phải chú ý gì, cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói nhảm với ông, cũng sẽ không mang phúc thự bản khắc đá ra, càng sẽ không để cho vùng đất Canaan lại thấy ánh mặt trời. Thế nào? Ông Evan có ý định để tôi làm một người chú ý và giữ thân phận không? Lời này vừa nói ra, Evan sửng sốt, đồng tử hơi rụt lại, khuôn mặt già nua nhăn nheo hung hăng co lại. Hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh không lớn, nhưng, giống như một liều thuốc kích thích. Càng giống như một tia sấm sét, sóng âm thanh tràn ngập toàn hiện trường. Bốn phía, tất cả những người mặc áo đen, trong nháy mắt làm cùng một hành động. Kéo chốt an toàn của súng. Lách cách, lách cách. Bên cạnh Giang Hải, Lợi Long suýt chút nữa sợ tới mức ngất xỉu. Nhiều súng như vậy, mỗi người một viên đạn, bọn họ sẽ biến thành nhím gai. Lưng lạnh toát, tóc gáy dựng thẳng đứng, vô cùng căng thẳng. Mặc dù ở eo biển Malacca, Lợi Long cũng là ông trùm của một phương, nhưng cảnh tượng lớn như vậy, nhất là trong tình huống nhiều khẩu súng như vậy chĩa vào mình, còn chưa bao giờ gặp phải. Anh ta không dám hoài nghi, tòa thánh có thực lực giết người ở bất kỳ một nơi nào, ở bất kỳ quốc gia nào. Huống chi, nơi này là thiên đường của tội ác, là vực thẳm của tội lỗi. Mỗi ngày đều có người chết. Vẻ mặt hòa nhã của Evan lúc trước đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt của Evan không ngừng co giật. Ngực nhấp nhô nhanh mạnh, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, đế vương, đừng coi sự khoan dung của tòa thánh đối với anh thành chúng tôi sợ anh. Tòa thánh truyền thừa mấy ngàn năm, tin rằng anh cũng biết được bản lĩnh của chúng tôi. Đối với sự phẫn nộ của Evan, Giang Hải rất khinh thường. Nếu ông ta dám động đến Giang Hải, cũng sẽ không giống như một con chó điên đứng đó lớn tiếng gào thét như thế. Gầm thét, chỉ là quá trình chút giận của kẻ yếu mà thôi. Ngon thì lên, đừng có ở đó mà kêu bíp bíp nữa. Nói lại nhảy rườm ra, không phải tính cách của tòa thánh. Các người cũng xứng nói về truyền thừa, những truyền thừa trong miệng các người chẳng qua chỉ là những thứ thần thoại không đáng để nhắc đến mà thôi. Thật là lố bịch. Cười khẩy một cái, lại nhìn Marin, hơn nữa, các người và người lập dị mặc chung một cái quần, chẳng lẽ các người không sợ những tiền bối trước đây của tòa thánh cũng phải cảm thấy xấu hổ sao? Với một vài câu, đã làm cho Evan nghẹn họng. Sau vài câu sắc mặt biến hóa khôn lường, rất nhanh, thở ra một hơi dài. Ông ta kiên định không thể tức giận với thanh niên này, việc lớn quan trọng hơn. Anh Giang, làm người có gì cứ nói thẳng đừng vòng vo chơi chữ, lần này chúng tôi tới đây có mục đích gì, tin rằng anh cũng rõ ràng. Vùng đất Canaan. Chương 267. Lời còn chưa nói xong, đã bị Giang Hải vô tình ngắt lời. Các người cũng muốn đến vùng đất Canaan, tôi biết, nhưng tại sao tôi phải đồng ý cho các người đi? Anh Giang,
vì để kéo gần khoảng cách, Evan tận lực xưng hô thân thiết với Giang Hải. Nhưng trong lòng ông ta đang phải kìm nén một cục tức, đã sắp đè không nổi nữa rồi. Ngay cả trong tòa thánh, địa vị của Evan cũng khá cao. Người thanh niên phương Đông này, quá là không biết trời cao đất dày. Có thể đàm phán bình đẳng với Giang Hải, đã là ông ta nể mặt lắm rồi. Mà, Giang Hải còn chưa nói xong. Cười khẩy một tiếng, anh tiếp tục nói. Dùng nhiều súng chĩa vào tôi như vậy, là thất bại lớn nhất của ông ngày hôm nay. Cho nên, tôi sẽ không hợp tác với tòa thánh. Giang Hải nở nụ cười quỷ quái. Tôi còn biết, cho dù tôi không hợp tác với tòa thánh, ông cũng không dám làm gì tôi. Nếu như đủ can đảm, ngay bây giờ, đụng đến một sợi tóc của tôi thử xem. Lợi Long ở một bên suýt chút nữa ngất xỉu, giờ phút này, anh ta rất sợ, sợ Evan nói một câu thử thì thử. Nếu như vậy, thì đi tong rồi. Giang Hải không sợ, bởi vì trong tay của anh, có điểm yếu của tòa thánh và người lập dị. Giờ này phút này, hai thế lực đó ở trước mặt Giang Hải giống như một cục bột, muốn nặn như thế nào thì nặn thế ấy. Ha ha! Evan không chịu nổi phát ra tiếng cười khẩy. Anh Giang, anh quá tự tin với bản thân rồi. Không thể không nói, anh quả là có tư cách để kiêu ngạo. Nhưng, Evan nheo mắt lại, nhưng hình như anh đã quên mất rằng anh còn có gia đình và người yêu. Thượng đế rất công bằng, người ban cho tất cả mọi người tình yêu. Nhưng, tình yêu dành cho tất cả mọi người là khác nhau. Một số người có thời gian dài, mà tình yêu của một số người, sẽ nhanh chóng bị mất đi. Những người thân của anh, trọng lượng của bọn họ trong lòng anh rốt cuộc có bao nhiêu? Tin rằng, anh biết rõ hơn so với tôi. Ông ta vừa dứt lời, Giang Hải nhíu mày. Lợi Long ở một bên cũng trầm mặt xuống. Đây là uy hiếp. Nhưng, Giang Hải cũng chỉ biến sắc trong nháy mắt, trong lòng không quá để ý. Những tên đầu trâu mặt ngựa này, có mấy người dám đi phương Đông một lần? Chê sống lâu quá rồi sao? Đối mặt với uy hiếp của ông ta, Giang Hải rủ mí mắt. Lạnh lùng nói, ông cảm thấy, tôi sẽ để ý những vướng mắc này sao? Ông cảm thấy, bọn họ ở trong lòng tôi, thật sự quan trọng hơn bản thân tôi sao? Tin rằng tòa thánh cũng hiểu rõ, đế vương phương Đông, từ trước đến nay chỉ truyền cho trẻ mồ côi. Bây giờ đây, trên thế giới này, không có một ai là người tôi quan tâm. Evan cười gằn, những chuyện Giang Hải làm ở thành phố Giang Tư, không khó để thăm dò. Vô cùng che chở Cố Uyển Như. Giúp cô thành lập tập đoàn Uyển Như, vì sự phát triển của thành phố Giang Tư lại cống hiến nhiều như vậy. Nếu như nói Giang Hải không có người để quan tâm, chuyện để quan tâm, ai tin chứ? Tôi cảm thấy, anh có coi trọng một số người, hơn chính mình đấy. Chẳng lẽ không phải sao? Khóe miệng Giang Hải chậm rãi nhếch lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Vậy ông cứ việc thử, ông có thể xem thử, mí mắt của tôi, có chớp cái nào không? Dừng một chút. Giang Hải coi thường nhìn chằm chằm Evan, phụ nữ, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là công cụ sinh sản. Cố Uyển Như, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Phụ nữ, tôi chưa từng thiếu, chẳng lẽ không phải sao? Lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Thụy Nguyệt trên xe. Trên xe, còn có một người nữa kìa. Lại hất cằm chỉ phía người con gái thánh khiết. Không bao lâu nữa, người phụ nữ này, cũng là của tôi. Mặc kệ cô ta có tình nguyện hay không, tôi muốn ăn khi nào, thì có thể ăn khi đó. Phụ nữ, chỉ cần tôi muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Đối với người nghèo mà nói, phụ nữ là món hàng xa xỉ, nhưng đối với loại người căn bản không thiếu tiền như chúng tôi, phụ nữ, chỉ là món hàng tiện lợi. Về phần anh em, với địa vị hiện tại của tôi, không biết có bao nhiêu người nịnh bợ tôi. Ví dụ như ông Evan đây. Chẳng lẽ ông sẽ coi người bên cạnh mình còn quan trọng hơn mạng của mình sao? Đề tài câu chuyện vừa chuyển, Giang Hải cười dữ tợn. Vùng đất Canaan, chỉ có mình tôi biết, muốn tiến vào vùng đất Canaan, chỉ có tôi mới có thể dẫn các ngươi đi. Ngược lại, ông nghĩ xem, phụ nữ, anh em, điều đó quan trọng sao? Còn có các người. Giọng nói của Giang Hải trở nên lạnh lẽo hơn. Giang Hải tôi đây, mang theo bí mật của tòa thánh các người và của người lập dị cùng nhau xuống mộ. Cuộc đời này của tôi, đáng rồi. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Trên đời này, không còn người thân nữa. Có toàn tộc lập dị tuấn táng, có thánh vật của tòa thánh chôn cùng, con mẹ nó đáng giá ngàn vạn lần. Đáng giá ngàn vạn lần. Giang Hải lặp lại một lần, trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn đắc ý. Trong lòng,
đã có ý định giết Evan. Dám có ý nghĩ động đến Cố Uyển Như, quả thực là tìm đường chết. Giang Hải biết, nếu như có thể, Evan nhất định sẽ ngay lập tức kêu người trói mình lại. Nhưng, ông ta sợ ném chuột vỡ bình. Những lời của Giang Hải từng từ vang vọng, giống như từng tia sấm sét, đánh vào trong lòng Evan. Cũng đánh vào trong lòng những người ở phía sau, còn có, trái tim Maureen cũng vì nó mà chấn động. Maureen biết, nếu như không có được thần dược của Giang Hải, nếu như không lấy lại được phúc thự bản khắc đá, vậy sự nguyền rủa của người lập dị sẽ tiếp diễn đời đời kiếp kiếp. Cho đến khi gia tộc này hoàn toàn bị diệt vong. Khuôn mặt già nua của Evan vì nó mà nghiêm lại. Đôi mắt mờ, lộ ra ánh nhìn giảo quyệt, nhìn chằm chằm vào Giang Hải, dường như muốn phun ra lửa. Nhất định phải trở nên nặng nề, người thanh niên trước mắt, tựa như một con nhím cả người đầy gai nhọn. Không biết đường nào mà lần. Trong đáy lòng, sinh ra cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Vốn dĩ, muốn dùng cách đe dọa để có được tất cả những gì Giang Hải biết, nhưng trước mắt xem ra, tố chất tâm lý cùng với tầm nhìn của thanh niên này, không giống người bình thường. Hơn nữa còn xem cái chết nhẹ như không. Tại hiện trường, rơi vào một khoảng lặng im, cũng như rơi vào bế tắc. Khí thế của Giang Hải, quá mạnh. Họng súng của nhóm người, hơi run rẩy. Nhìn vào tình hình trong hiện trường, bọn họ không có cơ hội để bắn. Evan đã rơi vào thế hạ phong. Ngón tay Evan hơi run rẩy, nhắm mắt lại thật sâu, dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Tất cả uy hiếp đối với Giang Hải đều vô dụng. Cho dù tòa thánh thật sự phái người giết hoặc bắt cóc Cố Uyển Như. Kết quả sẽ chỉ làm cho Giang Hải điên cuồng. Có thực lực ngang tàng như vậy, một khi trở nên điên cuồng giết chóc, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Cũng không thể để người của tòa thánh, người lập dị đến ra ngoài đi vệ sinh cũng phải kèm theo vệ sĩ đi kè kè được. Evan nghĩ về một câu trong sách thánh, ở phương Đông, có một con rồng mặc dù đang nhắm mắt lại, nhưng chỉ cần mở mắt ra, là sẽ giết người. Mà, tòa thánh, nếu như chọc vào con rồng ác này, từ trên trời sẽ giáng lửa thần xuống, đốt cháy tất cả các tín đồ thành cho bụi. Giang Hải, chính là con rồng ấy của phương Đông. Giống hệt như lời tiên tri. Trong tay Giang Hải, nắm giữ quá nhiều vật quý báu, và cùng với các thông tin mà bọn họ rất cần. Mỗi một điểm yếu, đều giống như một thanh kiếm sắc nét, trước sau đều treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Nếu như thật sự giết Giang Hải, mọi thứ Giang Hải biết, đều sẽ thối rữa trong bụng. Có một chuyện Giang Hải nói rất đúng, mạng của anh, có thể đổi lấy sự tuẫn táng của tất người lập dị. Tuy tòa thánh và người lập dị là tử địch, nhưng một khi người lập dị phát điên, trước khi diệt vong làm trận điên cuồng cuối cùng, tòa thánh nhất định gặp đại nạn. Không hề ngoa khi nói, nửa thế giới, đều sẽ tuẫn táng theo Giang Hải. Evan cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Dùng đôi mắt đục ngầu, lẳng lặng ngóng nhìn Giang Hải cách đó hơn 10 mét. Già cả nên mắt mờ, bộ dáng Giang Hải có chút mơ hồ. Nhưng điều này cũng không ngăn cản Evan cảm nhận được sát ý nồng đậm từ trên người Giang Hải. Mặt trời chiếu xuống, khoác trên người Giang Hải những tia nắng, làm cho thân thể anh tản mát ra ánh sáng lóa mắt, giống như thiên thần hạ phàm. 2. Một tiếng thở dài tuyệt vọng, ông ta biết, tất cả sự sắp xếp và nỗ lực của ông ta đều thất bại rồi. Giang Hải, làm cách nào cũng không được, mềm cứng đều không ăn. Evan ngẩng đầu lên, quay đầu lại và nhìn sang một bên. Một chiếc xe sang trọng, chậm rãi lái đến gần. Chiếc xe rất sang trọng, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy vô cùng không ổn. Toàn bộ thân xe đen kịt, ngay cả đến kính xe cũng có màu đen. Rất đáng nghi ngờ, lái xe là một người mù, ngồi trong xe làm sao nhìn thấy con đường bên ngoài. Anh Giang, tìm một chỗ rồi chúng ta nói chuyện đi. Giọng nói giống như âm thanh ma sát kim loại, rất máy móc, nhưng âm thanh lại không nhỏ. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua. Thoạt nhìn người trên xe, Lợi Long bên cạnh Giang Hải nhìn không được dùng mình một cái. Chỉ cảm giác, linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng. Đang lúc mặt trời chói chang, vậy trên trán Lợi Long chảy ra mồ hôi lạnh từng chút một. Người kia, chỉ lộ mặt một chút, rồi ngay lập tức đóng cửa sổ xe lại, chậm rãi lái xe chạy về phía trước. Evan một lần nữa khôi phục lại bộ dáng thân sĩ, hơi khom người với Giang Hải, làm một cái cử mời. Nhẹ nhàng vung tay lên, những mặc áo đen đã thu hồi súng trong nháy mắt. Giang Hải lạnh lùng cười, những người mặc áo đen, lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Dùng súng chĩa vào Giang Hải như vậy làm bọn họ có cảm giác, người bị hỏng súng chĩa đầu, dường như là chính bản thân mình. Lợi Long lau mồ hôi lạnh trên trán, ông trùm hắc ám này vô cùng nguy hiểm, dường như chỉ trong nháy mắt bị rút hết sức lực của toàn thân. Trong nháy mắt con đường núi này trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, thật là không dám tin, một màn mới nãy có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ. Giống như vừa mới mơ một giấc mơ dài. Giang Hải nhẹ giọng nói, chăm sóc tốt cho Mộng Phạm, tôi đi một lát rồi sẽ về ngay. Nói xong, Giang Hải sải bước đi. Đế vương, Lợi Long nhìn không được gọi Giang Hải lại, trên mặt đầy lo lắng. Giang Hải lại lắc đầu, vẻ mặt thoải mái, bọn họ, chỉ đến để cầu xin tôi. Bọn họ là người của tòa thánh, hơn nữa còn có. Người lập dị. Bất luận là tòa thánh, hay là người lập dị, ở thế giới hắc ám, đều là thứ tuyệt đối không thể trêu chọc. Ánh mặt trời gay gắt làm cho người ta nóng nảy, nhưng trong lòng Giang Hải lại bình thản. Thật dễ chịu khi đi bộ trên một con đường yên tĩnh như vậy. Càng làm cho Giang Hải thoải mái chính là, tòa thánh dễ dàng cắn câu như vậy. Vùng đất Canaan, quả thực có đồ của tòa thánh, chỉ là, có thể lấy được đến tay hay không, cũng không phải Giang Hải nói là được. Không bao lâu sau, Giang Hải bước lên một chiếc xe, thân xe to lớn, so với toa xe lửa chỉ lớn chứ không nhỏ hơn. Người của tòa thánh, cũng thật sự là xa xỉ, đi tới nơi nào, chẳng lẽ cũng phải chuyển hành cung này đến nơi đó sao? Nhất là mùi hương trong xe, thật sự không phải người bình thường có thể hưởng thức được. Quan trọng nhất là, loại hương liệu này có sản lượng cực ít. Dẫm lên một tấm thảm màu trắng không tì vết, Giang Hải còn cố ý hung hăng cọ cọ đế giày. Để lại một dấu chân dài. Một bên, một mỹ nữ phục vụ ăn mặc hở hang, trong tay cầm dép lê, thấy Giang Hải không lịch sự như vậy, vô ý hơi nhíu mày. Ngồi xổm trước mặt Giang Hải. Vốn muốn thay giày cho Giang Hải, nhưng, dép lê trong tay lại không có chỗ để đặt. Bởi vì Giang Hải, đã cất bước đi vào. Cô ta há to miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt đánh giá coi thường người này là đồ nhà quê, thô tục. Động tác rất nhỏ này, đương nhiên bị Giang Hải nhìn thấy, ánh mắt anh trước sau đều bình thản, không vui không buồn. Chương 268. Giang Hải không quan tâm, anh chính là đang muốn làm cho người khác không thoải mái. Bên trong chiếc xe, Evan cung kính đứng ở một bên, mà trong tay linh mục già nua kia đang lắc lắc ly rượu, đồng thời tỏ ý bảo Giang Hải ngồi xuống nói chuyện. Trang trí nội thất bên trong xe, cực kỳ cầu kỳ xa hoa, cách bày trí càng có phong cách khác biệt. Chỉ duy nhất chính là lão linh mục già nua, làm cho phong cảnh có chút hãm lại. Nếu như là một người phụ nữ ung dung hoa quý, dường như càng hợp hơn. Nghe nói qua xe sang và người đẹp, nhưng chưa từng gặp qua xe sang và ông già. Mời ngồi, anh Giang. Linh mục già nua chỉ vào vị trí bên cạnh. Mà Giang Hải, lại ngồi ở phía bên kia. Giọng nói của linh mục giống như được phát ra từ máy móc, âm thanh của nhân tạo, khi nghe rất chói tai, cũng rất kỳ quái. Giang Hải nheo mắt lại, trong nét mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì, Giang Hải ngửi thấy một mùi rất kỳ quái. Như thể, một cái gì đó đang thối rữa. Giang Hải quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người đã lui đi, trong xe, chỉ còn lại Giang Hải và vị linh mục già. Rốt cuộc ông là ai? Giang Hải hỏi. Mùi thối rữa này khiến Giang Hải nghĩ đến lời nguyền, nghĩ đến sự khiển trách những kẻ phản bội thần linh. Nếu như trên đời này còn có người chịu sự khinh bỉ của thần linh, vậy nhất định là người lập dị. Nhưng, người trước mắt, rõ ràng là linh mục đến từ tòa thánh. Cụ thể người này là ai, Giang Hải lại không biết. Tên tôi là Rafi, anh có thể gọi tôi là Giám Mục. Giám Mục, Giang Hải nếu xưng hô như vậy, mình há chẳng phải bản thân là tín đồ sao? Quan hệ của ông với người lập dị là gì? Khóe miệng Giang Hải chậm rãi nhếch lên. Người trước mắt này nhất định là người dẫn đường thúc đẩy sự hợp tác giữa người lập dị và tòa thánh. Mà thân phận thật sự của ông ta lại là người lập dị. Được chỉ định nằm vùng trong tòa thánh. Vô gian đạo trong tòa thánh, nếu như nói ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ kinh ngạc đến rất cả cằm. Nghe vậy, trên khuôn mặt cứng nhắc của Rafi nở nụ cười, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bí mật này, trên đời này ngoại trừ tộc trưởng người lập dị, không có người thứ hai biết. Giang Hải, làm sao biết được? Anh đang nói về cái gì? Tôi có chút không hiểu. Giọng nói của Rafi có chút run rẩy. Giang Hải cười khẩy, đừng giả vờ nữa, nếu tôi có thể nói ra, vậy nhất định là có chứng cứ. Mùi trên người Rafi,
vô cùng kỳ quái. Nghiên cứu tỉ mỉ, Giang Hải mới phát hiện, thì ra, là bởi vì truyền thừa độc đáo của đế vương, mới làm cho giác quan của anh nhạy cảm hơn, cảm nhận được mùi thối giữa này. Cái mà Giang Hải ngửi thấy, theo nghĩa chính xác mà nói, không phải là mùi có trong không khí. Ý niệm giết người, chợt lóe qua. Giang Hải cười nhạo, ông muốn giết tôi. Không dễ dàng như vậy đâu. Chẳng lẽ ông muốn người lập dị bị diệt tộc sao? Đối với việc người lập dị làm như thế nào để đưa người vào tòa thánh, còn đảm nhiệm chức vụ cao như vậy, Giang Hải không muốn biết, trừ phi, chuyện này có lợi cho đế vương. Cảm nhận được sát ý của đối phương, Giang Hải tập trung tất cả tinh thần trên hai tay. Chỉ cần Rofi có một chút động tác nào, Giang Hải tất sẽ phản kích trước tiên, hơn nữa, Giang Hải có 10 phần nắm chắc sẽ chế ngự được ông ta. Bình tĩnh ngồi trên chiếc đệm mềm mại, Giang Hải lấy thuốc lá ra. Xoạch, ngọn lửa lóe lên, Giang Hải hít sâu một hơi, sau đó, khói dày đặc phun về phía Rofi. Rofi có chút e ngại, cũng có hành động theo bản năng né tránh về phía sau. Nhưng, cuối cùng vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Từ khi lên xe Giang Hải đã biết, chủ nhân của chiếc xe này thích sạch sẽ, hơn nữa còn là loại rất biến thái. Mùi thuốc lá chậm rãi lan tràn, lông mày Rofi nhíu lại. Hai tay vốn đặt ở trên đùi, giờ phút này, đang bất an vặn vẹo lại với nhau. Tôi không có bất kỳ hứng thú nào đối với thân phận của ông. Giang Hải ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu hơi nheo mắt. Đây là hành động thông thường của người thường hút thuốc. Anh Giang hứng thú với cái gì? Rofi rốt cục cũng mở miệng, thuận thế, ngồi xa hơn một chút. Mà, ánh mắt của Rofi trước sau đều nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay Giang Hải. Xoay người, nhấn một nút ở ngay bên cạnh. Hệ thống thông khí trên xe bắt đầu hoạt động. Ông là đại diện cho tòa thánh hay là đại diện cho người lập dị? Giang Hải, trước tiên phải hiểu rõ thân phận thật sự của đối phương. Đại diện cho tòa thánh, cũng đại diện, người lập dị. Rofi không phủ nhận sự thật rằng ông ta là người lập dị. Giang Hải nghe hiểu ý của Rofi là để cho người của tòa thánh cùng nhau đi vùng đất Canaan, nhưng lợi ích, phải bất chi bất giác để cho người lập dị lấy đi. Về phần cái giá phải trả để đi vùng đất Canaan, đương nhiên là gánh nặng của tòa thánh. Anh Giang, anh cũng biết là chỉ có tòa thánh, mới có máu của Quang Minh. Giang Hải mỉm cười, lấy máu của Quang Minh, là chuyện của người lập dị, tôi chỉ dẫn đường, còn đồ, các người phải tự mình chuẩn bị. Nói như vậy, người lập dị dẫn ai đến vùng đất Canaan, mang theo bao nhiêu người, anh Giang sẽ không có ý kiến nào. Giang Hải cười nhạo, xua tay, ông nghĩ nhiều rồi. Vùng đất Canaan, tối đa 9 người đi vào. Tôi, đã chiếm một vị trí trong danh sách. Hơn nữa, không hề đơn giản như vậy, ai có thể đi, ai không thể đi, tôi là người quyết định. Rofi nhẹ giọng hỏi, anh Giang muốn tòa thánh phải trả cái giá gì? Giang Hải cười khẩy, ông Rofi, ông cũng đã biết, cần gì để tôi hao phí nhiều lời chứ? Lúc này, Rofi lấy ra một cái lọ trong suốt, trong đó đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Máu của Quang Minh. Giang Hải mỉm cười, nhưng không đưa tay ra nhận lấy. Mà là mang vẻ mặt chờ mong nhìn Rofi. Chẳng lẽ, món quà này còn chưa đủ sao? Rofi rất bất mãn, hai mắt mang theo tơ máu, hung hãn nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân Giang Hải, trên đó, đang có một đống tàn thuốc vừa mới bị rớt xuống. Giống như trên người đang có đàn kiến bò linh tinh, thân thể Rofi khó chịu đến vặn vẹo. Máu của Quang Minh này, là tòa thánh đưa, hay người lập dị đưa? Rofi hắng giọng, trong xe, khói thuốc dày đặc, làm cho ông ta khó chịu giống như cả người đang mọc lông. Là ai đưa nó, còn có sự khác biệt sao? Việc trong đó, khác biệt là rất lớn. Bệnh của Diệp Thụy Nguyệt là do ma cà rồng gây ra. Giang Hải đương nhiên muốn người lập dị phải cho anh một lời giải thích thỏa đáng, chẳng nhẽ người lập dị chỉ cần đưa chút máu của Quang Minh là chuyện này coi như xong sao? Không có ý định đền bù một ít sản phẩm dinh dưỡng hay tiền thăm hỏi hoặc bất cứ điều gì ư? Nếu như là người lập dị đưa, Giang Hải sẽ cầm, còn muốn người lập dị đưa cho một chút bồi thường. Nếu như là tòa thánh đưa, Giang Hải đương nhiên có thể để cho tòa thánh đi đến vùng đất Canaan. Nhưng, về phần người lập dị, vậy thì thôi rồi. Trên thế gian này, máu của Quang Minh khó có được, nhưng máu của tội lỗi lại có ở khắp mọi nơi. Tùy tiện bắt mấy con ma cà rồng, người sói hay cái gì đó, là đã có được rồi. Hoặc là, dứt khoát bắt vài người lập dị. Nghĩ đến đây, Giang Hải không có ý tốt nhìn về phía Rofi. Rõ ràng là người lập dị, nhưng lại ẩn núp trong tòa thánh. Vì vậy,
máu chảy trên cơ thể của ông ta, sẽ bẩn thỉu nhiều hơn, hay là chứa quang minh nhiều hơn? Giang Hải cười khẩy, chẳng lẽ, không có sự khác biệt sao? Đây là tòa thánh đưa, Profi nói, nghe nói bạn của anh Giang nhiễm phải dòng máu của tội ác, để thể hiện thành ý của tòa thánh, nên tòa thánh đã để cho tôi lấy máu của quang minh chân quý nhất thế gian này ra. Giang Hải nhíu mày, vỗ tay, được rồi, đã như vậy phần tình nghĩa này, tôi nhận. Tòa thánh, có thể sắp xếp hai người, đi vùng đất Canaan. Profi mỉm cười gật đầu, yêu cầu của Giang Hải khiến ông ta có chút không ngờ, không ngờ giờ phút này anh cũng không đòi hỏi gì quá nhiều. Dù sao, trong tay Giang Hải có thứ mà tòa thánh và người lập dị thèm thuồng. Đầu cơ kiếm lợi là điều đương nhiên. Nhưng lập tức, nụ cười của Rofi cứng ngắc trên mặt, há to miệng, trong cổ họng giống như bị nghẹn một đống phân ghê tởm. Ông Rofi, ông thông báo cho người lập dị, vùng đất Canaan, bọn họ đừng đi nữa. Làm cho bạn của tôi nhiễm phải dòng máu tội ác, lại muốn bản thân tôi dùng lợi ích đổi lấy máu của Quang Minh. Thù này, chưa xong đâu. Thái độ của Giang Hải cực kỳ lạnh lẽo, giọng điệu kiên định. Sát ý tràn đầy, giống như có ngàn quân vạn mã, vỗ thẳng vào mặt của Rofi. Giang Hải, thật sự đã tức giận. Đế vương phương Đông, không bao giờ để ý đến tạp chủng phương Tây này. Làm ăn mà, có giá cả phù hợp thì làm, không thì một phát cắt đứt. Còn về phần thù oán, thông thường Giang Hải không thích trì hoãn quá lâu. Nợ máu trả bằng máu, nợ mạng trả bằng mạng. Giang Hải muốn người lập dị phải trả cái giá xứng đáng. Trả giá gì, vậy thì phải xem tâm trạng của Giang Hải. Không. Profi hoảng sợ, giọng điệu máy móc mang theo sự run rẩy. Anh Giang, anh không thể như vậy, về vùng đất Canaan chúng ta đã bàn xong rồi. Bàn xong rồi, Giang Hải cười nhạo, rơi của nhà ông, cắn bạn của tôi, việc này chúng ta cũng bàn xong rồi sao? Giang Hải phẫn nộ đứng dậy, Profi cũng đứng dậy theo. Cất bước tới gần Giang Hải, nhưng lại sợ tàn thuốc đang rơi xuống trong tay Giang Hải. Giọng nói, hơi bi thương. Trong hàng ngàn năm, người lập dị đã trải qua vô số cuộc di cư. Vùng đất Canaan, có thể nói là nơi ở của tổ tiên của chúng tôi. Vùng đất đó chảy ra sữa và mật ong. Chúng tôi muốn trở về vùng đất Canaan, và chúng tôi muốn chuộc tội để được tự do. Nhưng mà, chúng tôi tìm nhiều năm như vậy, lần nào cũng thất bại. Bất luận người lập dị có núi vàng núi bạc, đủ giàu có để mua cả nửa thế giới. Bất luận chúng tôi sám hối cầu nguyện như thế nào, nhưng, từ đầu đến cuối đều không đạt được sự tha thứ của thần linh. Thậm chí, không ít người trong tộc đã dần dần buông bỏ tín ngưỡng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trong trái tim của người lập dị, trở về vùng đất Canaan là sứ mệnh của mỗi người trong số họ phải gánh vác ngay khi được sinh ra. Giống như cắm rễ từ trong sâu thẳm linh hồn. Không ai có thể thay đổi khao khát của họ đối với vùng đất Canaan. Giang Hải đột nhiên giơ tay lên, anh không muốn xem vở kịch kể khổ của Rofi. Sự sống chết của người lập dị chẳng liên quan gì đến Giang Hải. Bọn họ bị diệt tộc, Giang Hải cũng chỉ là xem náo nhiệt, thậm chí, còn không được tính tới là một trò cười. Cười khẩy liên tục. Vùng đất Canaan, là các người dùng vũ lực, trà đạp lên sinh mạng của người khác mà cướp được, nơi đó, vốn là nhà của người khác, không phải của các người. Người lập dị bị lưu đày đến đây, nhìn thấy mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, đã cướp lấy làm quê hương của mình. Ta nói cho ông biết, các người hãy thôi kể khổ đi, vô dụng thôi. Mỗi hạt cát ở vùng đất Canaan, mỗi mảnh đất, mang theo tội lỗi của người lập dị. Tất cả đều từng được nhuộm bởi máu tươi. Điếu thuốc trong tay Giang Hải, đã đốt đến điểm kết thúc, tản mát ra một mùi vị cháy khét. Tiện tay, ném xuống đất. Thảm lông cừu sa hoa. Trong nháy mắt đã bị đốt lủng một lỗ màu đen. Mà Giang Hải lúc này mới nhấc chân dẫm lên dập tắt. Hãy nhớ rằng, cho dù là tòa thánh hay người lập dị, thứ mà các người nợ phương Đông, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả lại. Bây giờ, con rồng này chẳng qua vừa mới mở hé đôi mắt, chờ nó hoàn toàn tỉnh táo, đó chính là lúc ngạo nghễ thiên hạ. Profi, ông có biết vì sao đột nhiên tôi lại nói đến chuyện này không? Chương 269. Nét mặt Rofi cứng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giang Hải nói là sự thật, người lập dị, từng không chỉ một lần hướng về mảnh đất phương Đông. Trong tòa thánh, trong thánh ngôn của người lập dị, có ghi lại một câu nói như vậy, nền văn minh của thiên hạ, có nguồn gốc từ phương Đông. Phía bắc giáp vùng đất nghèo nàn, phía tây dựa vào những ngọn núi ngăn cách, phía đông giáp biển, là một mảnh đất màu mỡ phì nhiêu.
Vô số những người truyền giáo tiến vào phương Đông, từng có thời gian người lập dị tập hợp hơn một chục quốc gia để cướp bóc và chiếm đoạt của phương Đông. Thuận tay cầm lấy máu của Quang Minh trên bàn. Anh giơ nó lên nói, đây là quà tặng của tòa thánh, tôi sẽ nhận. Đối với các khoản nợ của người lập dị, chúng ta rồi sẽ có một ngày xử lý nó. Nói xong, Giang Hải rời đi, dường như không thèm để ý lửa giận trong mắt của Rofi. Nhìn bóng lưng Giang Hải, Rofi rất muốn lấy súng ra bắn chết Giang Hải. Nhưng, ông ta không thể. Trên đời này, chỉ có Giang Hải có phương pháp triệt để giải trừ lời nguyền của người lập dị. Ở Thái Lan, bởi vì ma cà rồng tự ý hành động, mới gây ra một họa lớn. Tất cả các thỏa thuận đạt được với Giang Hải đã sụp đổ. Đứng bên ngoài cửa xe, Giang Hải ngẩng đầu, nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ. Chậm rãi quay đầu lại. Người lập dị muốn đi vùng đất Canaan, cũng không khó. Muốn lấy được phúc thự bản khắc đá, cũng không khó. Ngoại trừ cảnh giới lúc trước đã nói ra, tôi còn muốn tiến vào thần miếu một lần. Đây chính là bồi thường của người lập dị đối với tôi. Nghe vậy, nét mặt của Rofi vặn vẹo đầy quỷ dị. Khuôn mặt dữ tợn, oán giận càng thêm sâu. Thần miếu, cũng không phải là một miếu thờ bình thường, nó truyền thừa tất cả bí mật trên đời này. Truyền thuyết kể rằng thần miếu là nơi ở của thần linh, chỉ cần có đủ cơ duyên có thể giải quyết tất cả những bí ẩn chưa được giải quyết trên thế giới. Nhưng thần miếu là thánh địa của tòa thánh, ngay cả người của tòa thánh cũng không thể tùy ý ra vào. Mỗi một năm, chỉ có thể cho phép hai người vào. Cho dù là tòa thánh, cũng tuyệt đối không cho phép Giang Hải tiến vào thần miếu. Huống chi, yêu cầu của Giang Hải là đưa ra với người lập dị. Đây quả thực chính là một yêu cầu không thể thực hiện. Anh Giang. Giang Hải đi xa, Rofi lúc này mới lên tiếng. Chỉ nghe được, phía xa xa, Giang Hải đầu cũng không quay lại, chỉ để lại một câu. Có thể làm được thì liên lạc với tôi, nếu không, đừng để tôi nhìn thấy người lập dị. Thấy một người, tôi sẽ giết một người. Không tin, ông có thể ngẩng đầu nhìn, trời cao tha cho ai. Đế vương đã mở miệng, tuyệt đối không có chuyện nói đùa. Cho dù Giang Hải giết người lập dị, cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả gì. Không chỉ Giang Hải có thực lực rất mạnh, nhiều hơn là, trong tay của Giang Hải đang giữ vận mệnh của người lập dị. Rofi tuyệt vọng quay người ngồi xuống, khuôn mặt già nua phủ đầy sự u ám. Trong miệng nhẹ giọng thì thào cái gì đó, giọng nói già nua mà khàn khàn khiến người khác thấy khủng bố, càng giống như oan hồn vô biên đến từ địa ngục đang kiệt lực với tiếng kêu khàn. Ngày hôm đó, Diệp Thụy Nguyệt uống máu của Quang Minh. Ăn cơm tối xong, quấn lấy Giang Hải, nằm trên mái nhà nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, ánh đèn ngày càng mạnh mẽ, trong thành phố đã không thể nhìn thấy được các ngôi sao. Nhưng ở đây, bầu trời đêm trong suốt, bầu trời đầy sao làm cho người ta không đành lòng chớp mắt. Lần đầu tiên, Diệp Thụy Nguyệt nắm lấy tay Giang Hải. Nhẹ nhàng nắm lấy. Giang Hải vốn định cự tuyệt, Diệp Thụy Nguyệt lại căng thẳng, liều mạng nắm chặt. Giang Hải trong lòng lay động, cũng mặc cho Diệp Thụy Nguyệt nắm chặt. Lần này ra ngoài, cuộc hành trình có chút ly kỳ. Nhưng cũng may, lấy được máu của Quang Minh, một thời gian nữa sẽ trở về. Lợi Long đã sắp xếp thuyền xong hết, ngày hôm sau rời eo biển Malacca, đến vùng phụ cận lên máy bay trở lại phương Đông. Giang Hải. Tim của Giang Hải không yên, trong lòng nghĩ đến Cố Uyển Như. Thành phố Giang Tư tuy rằng không tính là phồn hoa, càng không tính là phát triển. Nhưng cũng khó có thể nhìn thấy loại cảnh đêm này. Anh nói xem trên trời, ngôi sao nào là sao Ngưu Lang? Sao chức nữ lại ở đâu? Giang Hải cười ha ha, tôi nào biết. Trong lòng của cô có, vậy chính là có. Cô nghĩ nó là ngôi sao nào thì chính là ngôi sao đó. Lời này không sai, cũng không ai nhất định phải quấn lấy vấn đề này. Vậy thì là ngôi sao đó là được rồi, thật sáng. Diệp Thụy Nguyệt trong lòng nghĩ, giống như Giang Hải vậy, sáng đến chói mắt. Ngưu Lang. Thật ra Giang Hải căn bản không biết Diệp Thụy Nguyệt nói cái nào. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Diệp Thụy Nguyệt, cảm nhận tình hình trong cơ thể của cô ta, Giang Hải thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một căn phòng cao cấp sang trọng của khách sạn, chỉ cần là thứ có thể di chuyển, toàn bộ đều được thay thế bằng một cái mới. Rofi tuyệt đối sẽ không dùng thứ người khác đã sử dụng, cho dù phía trên chỉ để lại một tí dấu vân tay, cũng sẽ làm cho ông ta cảm thấy ghê tởm. Rofi cầm điện thoại, sắc mặt khó coi khác thường. Ông ta liên lạc với người lập dị trước,
và ngay sau đó ông lại liên lạc với tòa thánh. Một đêm không ngủ, bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng, tất cả mọi người không biết, trong đêm nay, đã xảy ra bao nhiêu sự kiện lớn. Người lập dị và tòa thánh ngồi vào bàn để đàm phán. Bởi vì có cùng lợi ích chung, tạm thời đạt thành liên minh. Sáng sớm hôm sau, Giang Hải vừa chuẩn bị rời đi. Lợi Long đã xông vào. Anh Giang, muốn nói lại thôi, Lợi Long cũng biết, rất nhiều chuyện, không tiện để Diệp Thụy Nguyệt biết. Trời mới biết Diệp Thụy Nguyệt là thân phận gì, có lẽ, chỉ là một trong những người phụ nữ của đế vương mà thôi. Có chuyện gì vậy? Bên ngoài có cái người ngày hôm qua lại tìm tới rồi. Người nào? Giang Hải không ngờ, đối phương sốt ruột như vậy. Trong tay Giang Hải có phúc thự bản khắc đá, cái này, không chỉ người lập dị muốn có, tòa thánh cũng đang ở thế kiên quyết phải đạt được. Còn nữa, vùng đất Canaan. Bọn họ suy đoán, trong tay Giang Hải, có lẽ còn có con át chủ bài. Bởi vì Giang Hải là người thông minh. Nếu như, Giang Hải đánh sạch bài trong tay, như vậy nghênh đón anh sẽ là sự trả thù chí mạng. Người lập dị làm sao có thể cho phép một người ngoại tộc nắm giữ thứ quan trọng như vậy của họ. Tòa thánh cũng cho rằng, trong tay của Giang Hải, có lẽ còn có thánh vật khác. Nhưng giờ phút này, vì lấy được thứ bọn họ muốn, cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu trước Giang Hải. Trên thân Rafi mặc quần áo của giám mục, thái độ so với lúc trước không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Anh Giang, người lập dị có ý nghĩ là chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Anh là bạn của người lập dị chúng tôi, chuyện trước đây sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Nghe vậy, Giang Hải khinh miệt cười khẩy, chậm rãi ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Chuyện trước đây, chúng ta còn có chuyện trước đây, tại sao tôi không nhớ? Con người tôi, không thích nói nhảm, điều kiện đã nói ra, cũng tuyệt đối sẽ không thu hồi. Nhưng lần này, tôi phá lệ cũ. Nét mặt của Giang Hải mang theo nụ cười châm chọc. Vì vậy, trước tiên, tôi muốn hỏi cuộc nói chuyện giữa ông và tôi ngày hôm nay, ông đang đại diện cho ai? Thân phận của người trước mặt là nhân vật cao cấp của tòa thánh, nhưng trên thực tế, người trước mắt này lại là người lập dị. Rafi rũ nhẹ mí mắt, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, hôm nay lại tìm anh Giang nói chuyện, tôi không chỉ đại diện cho tòa thánh, mà còn đại diện cho người lập dị. Giang Hải sẽ không quan tâm giữa người lập dị và tòa thánh đã đạt được thỏa thuận gì, cái Giang Hải muốn, chỉ là kết quả có lợi cho mình. Giang Hải bình tĩnh nói, thần dược, phúc thự bản khắc đá, vùng đất Canaan. Ba thứ này, các người dự định dùng cái gì đổi? Ông biết đấy, tôi là một người làm ăn, chỉ cần đưa ra giá cả hợp lý, không có gì thứ gì là tôi không thể bán. Tất cả các khúc dạo đầu đã kết thúc, tiếp theo là vở kịch đã đến khúc cao trào. Thần dược, phúc thự bản khắc đá, vùng đất Canaan. Chúng tôi dùng cảnh giới, thần miếu, cùng với người con gái thánh khiết để trao đổi. Cái này, cũng là điều kiện mà lúc trước chúng ta đã nói. Giang Hải cười nhạo, mang đậm ý châm chọc. Vốn dĩ, với những điều kiện này, Giang Hải tuyệt đối có thể đồng ý. Nhưng, người lập dị sử dụng các loại thủ đoạn, thậm chí còn làm cho Diệp Thụy Nguyệt nhiễm phải dòng máu tội ác. Còn muốn theo giá cả lúc trước, muộn rồi. Nếu đã như vậy, làm ăn với tòa thánh và người lập dị, làm cho tôi cảm thấy rất không thú vị. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Giang Hải xoay người trở về, không hề dây dưa. Rafi sững sờ tại chỗ, tuy rằng đã sớm dự đoán, Giang Hải sẽ mở miệng đưa ra yêu cầu rất cao. Lại không ngờ, quá trình nói chuyện, hoàn toàn trở thành là ông ta khom lưng khuỵu gối. Sắc mặt của ông ta khó coi đến cực điểm, khóe miệng giật giật, gương mặt vặn vẹo. Trong nháy mắt, giọng nói rất máy móc của Rafi lại vang lên từ phía sau. Anh Giang, người lập dị và tòa thánh. Mang theo 10 phần thành ý đến tìm anh để nói chuyện. Làm ơn cho chúng tôi một cơ hội. Chỉ cần anh có thể giúp chúng tôi, người lập dị và tòa thánh, sẽ cảm kích anh mãi mãi. Ý nguyện của anh, chính là ý chỉ của thần linh. Đối với việc này, Giang Hải khịt mũi khó chịu, ý chỉ của thần linh, nghe có vẻ rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp. Không nói đến Giang Hải cũng không phải thần linh, coi như là thần linh thật sự, người lập dị cũng đã phản bội một lần rồi. Chỉ một lần phản bội, người lập dị đã bị nguyền rủa qua nhiều thế hệ, gia tộc này, vĩnh viễn mất đi lòng trung thành. Giang Hải đi nhanh, bước chân của anh cũng không bởi vì lời nói của Rafi mà có chút đình trệ. Mọi người đều biết việc người lập dị phản bội thần linh. Ông coi tôi là một thằng ngốc à? Giờ khắc này, Giang Hải đột nhiên nghĩ đến, Lữ Bố thời Tam Quốc,
tay cầm phương thiên họa kích đâm cha nuôi. Người lập dị, chính là loại này. Khi bạn đang có ích, tôn sùng bạn làm chủ còn được. Khi bạn vô dụng, không một dao đâm chết bạn, là coi như bạn mạng lớn rồi. Thần linh đã ban cho họ tất cả mọi thứ, nhưng họ lại phản bội thần linh. Tiền, anh Giang muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần anh nói ra một cái giá. Người lập dị kiểm soát nhiều quốc gia, thứ không thiếu nhất chính là tiền bạc. Nói cách khác, đó chỉ là một đống giấy, muốn bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Giang Hải mắt điếc tai ngơ, tiền, bao nhiêu thì được tính là nhiều, bao nhiêu thì được tính là ít. Đối với tiền bạc, khái niệm của Giang Hải cũng không lớn, nếu có nhiều tiền như vậy, vẫn là vàng chân thực hơn một chút. Có thể thấy được, thành ý của người lập dị cũng không tính là lớn. Người lập dị cùng với tòa thánh, trả lại 50 món bảo vật cho Phương Đông. Bước chân Giang Hải vẫn không có ý dừng lại, chỉ là khóe miệng, chậm rãi nhếch lên. Bảo vật, nó có ích gì, có thể ăn được không? Giang Hải tuyệt đối không phải là người ôm truyền thừa không buông tay. Công dụng lớn nhất của truyền thừa là làm cho các thế hệ tương lai có cuộc sống tốt hơn. Những quốc bảo đó, chẳng qua chỉ là vật chết, cho dù muốn lấy về, Giang Hải cũng muốn bọn họ gậy ông đập lưng ông, đoạt trở về. Giọng nói của Rofi đã có chút run rẩy. Giang Hải đang đi về phía trước hai bước, thì thoát khỏi tầm mắt của ông ta rồi. Anh Giang, anh quả thật muốn cùng nhau bị hủy diệt. Nếu như, không có người lập dị, thế giới này cũng sẽ không cần phải tồn tại. Người lập dị, sẽ ở thời điểm cuối cùng, để cho cả thế giới bị hủy diệt, tuẫn táng cùng chúng tôi. Những lời này, đến tận cùng của đoạt tuyệt và đe dọa. Giang Hải biết, đây tuyệt đối không phải là một câu nói khoác. Người lập dị thực sự có thể làm được điều đó. Nhưng, Rofi sai rồi, ông ta không uy hiếp được Giang Hải. Đế vương, không bao giờ chịu để người khác uy hiếp. Chương 270. Không. Cũng đúng lúc này, lời nói của Rofi lại một lần nữa truyền đến. Giọng nói máy móc, lạnh lùng mang theo nỗi sợ hãi tận cùng. Nếu như, còn không tìm được biện pháp giải quyết, người lập dị có lẽ sẽ bị diệt tộc. Mắt thấy Giang Hải sắp rời đi. Tất cả tâm huyết cùng hy vọng sắp bị hủy, tất cả khát vọng đều đang tan vỡ. Rofi có chút lờ mờ, ông ta không biết phải dùng cái gì mới có thể làm rung động Giang Hải. Chẳng lẽ, Giang Hải thật sự muốn cùng nhau đến chỗ chết với người lập dị sao? Chẳng lẽ, thật sự bởi vì người lập dị đã từng vọng tưởng chiếm lĩnh, nô dịch Phương Đông sao? Một đêm qua, người lập dị và tòa thánh nghĩ một lượt những thứ có thể làm rung động Giang Hải, nhưng mà... Rofi không ngờ tới Giang Hải không chút động lòng đối với những điều kiện này. Ánh mắt Rofi mang theo tuyệt vọng. Vội vàng đuổi theo hai bước, mở miệng. Người lập dị sẵn sàng trao đổi với tất cả những gì họ có bây giờ. Cái này, đủ rồi phải không? Nhưng, bước chân của Giang Hải chỉ ngừng một lát, truyền lại một tiếng cười nhạo. Sự giàu có của người lập dị có thể được lấy đi một chút, trên thế giới này, không ai có thể lấy đi tất cả. Nội tình bên trong mấy ngàn năm. Không phải tùy tiện nói vài câu là được. Cho dù Giang Hải cầm rồi, cũng không nuốt xuống được. Kẻ có tiền chính là kẻ bị nhắm vào, Giang Hải sẽ bị cả thế giới vây quét và cướp giật. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là, đồ là của Giang Hải, nhưng thực tế lại khống chế trong tay người lập dị, anh chẳng qua chỉ mang hư danh. Tôi, không ngu ngốc như vậy. Từng câu từng chữ của Giang Hải, âm vang mạnh mẽ. Triệt để tuyệt vọng rồi. Trong ánh mắt Rofi lóe lên sự đoạn tuyệt, nếu như bàn không xong, chỉ có thể giết Giang Hải trước, bất luận phải trả giá như thế nào. Nhưng, đúng lúc này, Rofi đột nhiên chợt lóe ra vầng sáng, trong nháy mắt trước khi bóng lưng Giang Hải biến mất, thê lương kêu to, hội thiện dĩ. Người lập dị và tòa thánh sẽ đề cử anh tiến vào hội thiện dĩ. Hội thiện dĩ là liên minh lợi ích lớn của thế giới hắc ám, cho tới nay, hội thiện dĩ đều cự tuyệt thế lực của Phương Đông. Có thể nói. Tiến vào hội thiện dĩ, đế vương sẽ kề vai sát cánh cùng người lập dị, tòa thánh, còn có thế lực ám hắc khổng lồ khác trên thế giới. Có tiếng nói rồi. Thế lực của đế vương, cũng sẽ đi ra bên ngoài. Đây là một địa vị mà những người từng đảm nhiệm chức vụ đế vương có cầu mà cũng không đạt được, đại biểu cho địa vị bóng tối của Phương Đông. Hội thiện dĩ, chính là vương giả của thế giới hắc ám. Nghe được ba chữ hội thiện dĩ, bước chân Giang Hải rốt cục đã ngừng lại. Rofi cả người chấn động, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhanh chóng bước lên và hét lên, hội thiện dĩ, chúng tôi sẽ tiến cử anh vào một vị trí. Từ nay về sau, đế vương, là đại biểu cho Phương Đông,
hội thiện dĩ cũng sẽ được hoàn chỉnh. Xin anh tin tưởng tôi, nếu như tòa thánh, chỉ cần người lập dị muốn, thêm một cái ghế cũng không phải chuyện khó khăn. Chúng tôi sẽ đề cử anh. Từ nay về sau, đế vương Phương Đông cũng là vua của thế giới này. Anh ngồi vào cái ghế của vị vua thứ 6. Mặt trời phía sau đám mây rốt cục thoát ra, một tia nắng rực rỡ chiếu xuống, chiếu rọi trên khuôn mặt già nua đầy chờ mong của Rafi. Giọng nói máy móc khẽ run rẩy, giống như tia nắng này, khiến Rafi nhìn thấy hy vọng. Ghế của vị vua thứ 6. Giang Hải rốt cục chậm rãi xoay người. Thứ 6. Giọng nói mang theo sự chất vấn, mang theo nụ cười khẩy khinh miệt. Đối với vị trí thứ tự này, Giang Hải rất bất mãn. Tiến vào hội thiện dĩ, Giang Hải làm sao có thể ngồi trên chiếc ghế cuối cùng? Anh Giang, anh đây là có ý gì? Luôn luôn phải có thứ tự đến trước và sau. Có thể đề cử đế vương tiến vào hội thiện dĩ, sau lưng tòa thánh và người lập dị không biết phải trả giá bao nhiêu. Cho đến nay, tòa thánh và người lập dị giống như lửa với nước. Suy cho cùng, một bên đại diện cho ánh sáng, đại diện cho lòng trung thành với thần linh. Còn bên còn lại là phản bội, là đồ bẩn thỉu đáng xấu hổ. Nhưng thực lực của hai bên đều quá mạnh, cho nên không thể không ngồi trên cùng một cái bàn. Trong năm thành viên chính của hội thiện dĩ, một trong số đó trước sau vẫn giữ trung lập. Mà, bốn nhà khác, tranh đoạt lợi ích lẫn nhau. Nếu như Giang Hải tiến vào, nhất định sẽ phá vỡ cục diện cân bằng này. Vậy anh muốn ngồi cái ghế nào? Trong ánh mắt Rafi, lại lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì, thêm một chiếc ghế là dễ dàng, nhưng, chen vào thứ tự vị trí ngồi vô cùng khó khăn. Tôi chỉ cần một cái ghế, ghế của các người, cũng sẽ không đánh thứ tự. Ý của Giang Hải có nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người đều có tiếng nói ngang nhau. Cái này, điều này làm tổn hại đến lợi ích của tòa thánh và người lập dị, suy cho cùng, bọn họ là được xếp thứ nhất và thứ hai. Nhưng, Rafi cũng biết, cái gọi là thứ hạng, chỉ là một mánh lới, ai cũng sẽ không vì bạn ngồi trên chiếc ghế đầu tiên mà đặc biệt tôn kính bạn. Thay vào đó, phần nhiều là nhìn chằm chằm vào lợi ích của trong tay bạn. Như vậy, đế vương, muốn cùng người lập dị kết thành đồng minh. Đây là yêu cầu của Rafi. Như vậy, người lập dị ở hội thiện dĩ, thực lực liền tăng lên rất nhiều. Yêu cầu này, cũng cần cái giá. Giang Hải mỉm cười, xem ra, Rafi đã đồng ý rồi. Đồng thời, Giang Hải cũng bắt đầu cảnh giác với Rafi. Con người này, quá không đơn giản, đại diện cho cả tòa thánh và người lập dị. Một người dường như không quan trọng, trên thực tế, quyền lực lớn không thể đo đếm được. Giang Hải không tin, trước khi tới đây, đã quyết định để cho đế vương gia nhập hội thiện dĩ. Đây nhất định là đặc quyền riêng của Rafi. Anh muốn cái giá gì? Trái tim của Rafi lại một lần nữa nhảy lên. Đơn giản. Cảnh giới, tôi đều muốn đi. Còn có. Giang Hải mỉm cười, tôi biết người lập dị có tiền, nhưng, tôi không cần tiền, tôi muốn công nghệ, 200 công nghệ hàng đầu thế giới. Điều này không phải là khó khăn gì đối với người lập dị. Khóe miệng Rafi điên cuồng co giật. Yêu cầu này, quả thật rất dễ thực hiện, công nghệ hàng đầu mà người lập dị nắm giữ, có hơn hàng chục triệu cái. Nhưng ông ta nhìn thấy dã tâm của Giang Hải. Sự giàu có của người lập dị đến từ đâu? Chiến tranh, tất nhiên là một mặt, nhiều hơn là đến từ làm ăn. Thiên hạ bây giờ, làm ăn phải có công nghệ mới kiếm ra tiền. Giang Hải là muốn làm con rồng đang ngủ say của Phương Đông nhanh chóng tỉnh lại. Giang Hải giơ tay lên khinh miệt giơ ra một ngón, hừ lạnh nói, tôi sẽ ở eo biển Malacca thêm một ngày, giờ này ngày mai, tôi sẽ rời đi. Trước khi tôi rời đi, nếu như tôi không thấy được thứ tôi muốn, những lời của chúng ta ngày hôm nay, xem như lời nói chuyện phiếm lúc nhàn rỗi. Cả người Rafi chấn động, nhịn không được tiến về phía trước hai bước, đang muốn nói chuyện, giọng nói Giang Hải lại truyền đến. Ông không cần cam kết với tôi cái gì, con người tôi đến hai mắt của mình cũng không tin, chỉ tin tưởng những thứ tôi đã sờ qua. Lời thề, từ trước đến giờ chỉ dùng để phản bội. Nếu như không phản bội, còn cần lời thề để làm cái gì? Đừng quên, ông là người lập dị. Các người ngay cả thần linh cũng có thể phản bội, thì còn lời thề của ai mà không thể phản bội được. Thân thể Rafi khẽ run rẩy, sắc mặt như cho tàn. Toàn thân như bị bó chặt với nhau. Các người chỉ có một cơ hội, hy vọng các người sẽ trân trọng nó. Giờ này ngày mai, chính là thời hạn cuối cùng. Quá giờ thì tôi sẽ không chờ đợi. Giang Hải vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Rafi,
lập tức xoay người rời đi. Cửa phòng đóng ầm lại, chỉ để lại một mình Rafi. Bất chi bất giác, cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không bao lâu sau, trong tổng bộ tòa thánh vang lên một tiếng gầm gừ. Yêu cầu của Giang Hải, để cho bọn họ ở thế cưỡi trên lưng cọp, đồng thời, cũng hoàn toàn phẫn nộ. Ở phía bên kia, người lập dị có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Một ông già toàn thân tràn ngập mùi thối rữa, thân thể đang run rẩy, khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ cần có thể giải trừ lời nguyền của người lập dị, điều kiện gì cũng được. Cho anh ta. Cho anh ta. Toàn bộ cho anh ta. Chỉ cần có thể giải trừ lời nguyền chết tiệt này. Nếu người lập dị không còn nữa, vậy có nhiều của cải như vậy thì có tác dụng gì? Thế giới vẫn yên ả như mọi khi. Không ai biết rằng một giao dịch không gì bì được đang diễn ra trong thế giới hắc ám. Giang Hải dùng phúc thự bản khắc đá, dùng thần dược, dùng vùng đất Canaan. Đổi lấy một cái ghế của hội thiện dĩ, đổi lấy cơ hội đi thần miếu, cũng đổi lấy chuyến đi vào cảnh giới. Càng để đổi lấy 200 công nghệ hàng đầu. Những thứ này không chỉ là tiền bạc, đó là sự phát triển, đó là khoa học và công nghệ. Chỉ cần có công nghệ, phương Đông mới có đủ sức mạnh. Tuy rằng, sức mạnh võ giả vượt xa người thường, sức mạnh cổ võ giả như thiên thần hạ phàm. Nhưng, thật sự nắm trong tay thế giới này, vĩnh viễn vẫn là chúng sinh. Ánh sáng của hoàng hôn, mang theo ánh hoàng hôn mỏng như cánh ve sầu. Giống như sợi dây nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời phương Tây. Trên những đám mây, ánh sáng rực rỡ giống như một thiếu nữ thướt tha yểu điệu. Theo ánh hoàng hôn, giống như thiếu nữ đang đi xa, chậm rãi để lại những hồi ước của ánh sáng dịu nhẹ, còn có bóng lưng làm cho người ta mơ mộng. Chẳng bao lâu nữa, thế giới này, một lần nữa sẽ mất đi ánh sáng, hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, để lại thế giới cho bóng tối. Đèn hoa mới lên, Giang Hải dạo bước đi ra ngoài, cảnh đêm của eo biển Malacca đáng để thưởng thức. Ở đây, không chỉ có hắc ám và giết chóc, mà còn là cuộc sống về đêm rực rỡ nhất. Miễn là bạn có tiền, bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở nơi đây. Giao ba lô giao cho một người, bảo anh ta đưa về phương Đông, rồi thoải mái tìm một quán bar uống một ly. Giang Hải thích rượu ở eo biển Malacca. Rượu ở đây, có hương vị rất hợp với khẩu vị của anh. Giang Hải cũng quen và say mê thế giới hắc ám. Nếu như không có sư phụ, nếu như không phải bước vào thế giới hắc ám, cuộc sống của Giang Hải đã sớm kết thúc từ 5 năm trước. Hắc ám, cho Giang Hải tất cả mọi thứ. Ngày hôm sau, Giang Hải sẽ rời khỏi eo biển Malacca, trong lòng tính toán thời gian, lần này, đưa Diệp Thụy Nguyệt lên máy bay, còn bản thân anh, lại phải nán lại một đoạn thời gian ở bên ngoài. Còn phải mất một thời gian mới có thể trở về phương Đông. Cảnh giới, sắp được mở ra, Giang Hải khẳng định, người lập dị sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hy vọng, ở nơi đó có thể tìm thấy những gì mình muốn. Lúc chuẩn bị lên đường, Giang Hải mỉm cười nhìn Lợi Long. Tôi rời đi, nơi này chính là của cậu rồi. Tương lai, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cậu. Lời này, chính là vạch rõ ranh giới. Ân tình nâng đỡ Lợi Long lúc trước, cũng không cần anh ta trả. Dù sao, lúc ấy cũng xuất phát từ những suy xét khác, đế vương, cũng không có dự tính tìm người phát ngôn ở eo biển Malacca. Cho dù muốn tìm, Lợi Long cũng không phải là người tốt nhất để lựa chọn. Ở đây, thuộc về thế giới hắc ám thuần túy. Sắc mặt Lợi Long thay đổi không ngừng. Đối với anh ta mà nói, có vui có buồn. Vui mừng vì ở eo biển Malacca, tất cả mọi thứ trong tay đều là tài sản cá nhân của mình. Buồn chính là, từ nay về sau, Lợi Long và đế vương không có bất kỳ quan hệ gì, anh ta cũng mất đi người chống lưng. Nếu như có cũng chỉ là Lợi Long nhớ tới ân tình đó mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 270.